phiên bản thế hạn Liên Quân Mobile. Idol nào? Bằng idol gắn tím Sting với vị dầu ngon sảng khoái, cho bạn nguồn năng lượng bứt phá. Nam Sting gắn tím đỉnh. Ace Cook. Một khi đã đam mê, thể hiện ngày mới đã. Lẩu Thái tôm đây, vàng danh lừng lẫy. Nào, sẵn sàng chưa? Modern, ngày mới đã. My life, my color. Các trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên Vua từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 26 tháng 9. Chỉ cần xem đủ 30 phút, chắc chắn sẽ mở ra những phần quà hấp dẫn. Ngoài ra, sẽ có 2 quà tặng độc quyền sẽ được phát trên nền tảng Vua, có cơ hội nhận được trang phục miễn phí. Cách tham gia cực kỳ đơn giản. Lên ứng dụng Vua bằng điện thoại, chọn mục nhiệm vụ ở góc dưới màn hình, nhiệm vụ giới hạn, chọn sự kiện, xem AOG. Hoặc bạn cũng có thể chọn vào phần cá nhân rồi chọn mục nhiệm vụ để tham gia sự kiện. Đối với các bạn đang sử dụng máy tính, hãy bấm vào hình đại diện của mình ở trên góc phải của màn hình, rồi chọn tài khoản, kéo xuống chọn nhiệm vụ và chọn sự kiện xem AOG. Quà sẽ được gửi về mục thông báo trên Vua trong vòng 24 giờ. Quá đơn giản phải không nào? Follow ngay kênh Liên Quân Mobile trên Vua để xem live stream đấu trường danh vọng và nhận quà độc quyền ngay thôi. Vua stream chất chơi đỉnh. Xin chào các bạn khán giả đang quay trở lại với những diễn biến mới nhất của đấu trường danh vọng mùa đông 2021. Chúng ta đang đến với vòng thi đấu thứ 5 và ngày thi đấu đầu tiên. Phương Thảo rất vui khi được đồng hành cùng với bình luận viên Huy Popper và bình luận viên Anh Dũng trong trận đấu đầu tiên ngày hôm nay. Chúng tôi xin được gửi lời chân thành cảm ơn tới nhãn hàng Sting, nhà tài trợ nước uống chính thức của giải đấu, cũng như hai nhãn hàng đồng tài trợ sân trang trí cao cấp MyColor và Milin Modern. Bên cạnh đó thì các bạn khán giả đừng quên là ngoài các kênh sóng chính thức của Garena Liên Quân Mobile thì các bạn cũng có thể theo dõi đấu trường danh vọng mùa đông 2021 trên Buya Live, nền tảng livestream được phát triển bởi Garena để nhận thêm những gift code giới hạn. Khi mà xem đủ 30 phút trên Buya từ ngày 23 đến 26 tháng 9 thì bạn sẽ nhận được gift code riêng gửi về thông báo tài khoản Buya sau 24 giờ. Hai bình luận viên thân mến, chúng ta vừa mới trải qua 2 ngày thi đấu của vòng 4 với rất nhiều những kết quả bất ngờ. Nếu như hai trận BO3 hủy duyệt đã giúp cho VGaming và Sài Gòn Phantom đánh bại hai đối thủ đó là Pháp Esports và B2F Gaming, thì hai trận đấu còn lại đã phải kéo tới ván đấu số 5 và những đội tuyển chiếu dưới đã bất ngờ lật kèo, đó chính là Heavy trước Cerberus và Bóc Gaming trước những nhà đương kim vô địch Team Flash. Hãy cùng nhìn lại bảng xếp hạng với rất nhiều những sự thay đổi sau vòng 4. Với chuỗi bất bại của mình thì VGaming đang chễm chệ trên ngôi vị đầu bảng, trong khi thất bại đầu tiên của Team Flash đã đưa họ xuống vị trí thứ 2. Xếp ngay sau đó là cuộc cạnh tranh giữa Bóc Gaming và Cerberus Esports khi mà họ đang bằng điểm nhau với con số là 10 điểm. Những bóng ma Sài Thành thì vẫn chưa thể có mặt trong top 4 tính đến thời điểm hiện tại. Và những vị trí bên dưới lần lượt thuộc về Heavy, Pháp Esports và B2F Gaming. Vậy thì còn lịch thi đấu ở vòng 5 thì sao? Ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai cuộc đụng độ diễn ra giữa Pháp Esports và Bóc Gaming ngay sau đây. Và lúc 20 giờ sẽ là kèo đối đầu giữa Heavy và B2F Gaming. Ngày mai, ngày 26 tháng 9 sẽ là trận đấu tâm điểm của tuần này. Đó là cuộc đụng độ giữa hai đội tuyển đang ở ngôi đầu trên bảng xếp hạng, đó là Team Flash và VGaming. Nhưng trước đó thì cũng đừng quên chúng ta sẽ được theo dõi kèo đối đầu giữa Sài Gòn Phantom và Cerberus vào lúc 18 giờ. Quay trở lại với trận đấu mở màn cho ngày thi đấu hôm nay, kèo đối đầu giữa hai đội tuyển đó là Bóc Gaming và Pháp Esports.
Nếu như ở những mùa giải trước khi mà nhắc đến hai cái tên này thì luôn là hai đội tuyển gầm ghè và cạnh tranh nhau vị trí top 4 trên bảng xếp hạng. Thì tại mùa giải năm nay có lẽ là mọi thứ đã thay đổi rồi. Khi mà Pháp thì họ đang hụt hơi từ rất sớm vì vẫn chưa giải quyết được những bài toán nhân sự của mình, đặc biệt là ở vị trí đi rừng của Giroud. Trong khi đó thì sự trở lại của 20% đang giúp cho Bắc Gaming thăng hoa với hai chiến thắng liên tiếp, đặc biệt là chiến thắng ngày hôm qua màn lật kèo mãn nhãn 3-2 trước Team Flash thì các bạn cũng đã biết rồi. Điều này cũng đã giúp cho Bóc họ lọt vào top 4 trên bảng xếp hạng. Thậm chí là khoảng cách của họ với VGaming đội đầu bảng lúc này chỉ là 2 điểm mà thôi. Bình luận viên Huyên Pop Popper, bạn nghĩ sao về vị trí đi rừng của hai đội tuyển này? Liệu đây có phải là sự khác biệt lớn nhất của Pháp và Bóc Gaming không? Đúng là như vậy, khi mà cả Zero và 20% đều là những hạt nhân tố chính trong đội hình của bên phía của cả hai đội tuyển thi đấu trong ngày hôm nay. Zero thì đã thay thế cho vị trí rừng của Pháp kể từ khi mà họ có cái bài toán nhân sự sau trận mở màn tại vòng 1. Nhưng mà Zero chỉ đã thể hiện được tốt một vài những vị tướng đấu sĩ khỏe ở vị trí đi rừng như là Quy hay là Vered mà thôi. Còn khi anh ta chuyển qua chơi những con bài sát thủ đi rừng nằm trong meta hiện tại như là những Kira, những Nakroth thì những dấu ấn anh ta để lại chưa phải là quá nhiều. Có vẻ như tập thể Pháp eSports cũng đang có một cái sự chắt vá, nên chắc chắn là sự phối hợp giữa anh ta và đội tuyển là không quá cao. Trong khi đó thì Box Gaming và 20% thì đang khá bay cao. 20% hiện tại đang có tỷ lệ thắng là 100% kể từ khi mà anh ta xuất hiện trong trận đấu với B2F. Đây là một meta mà rừng gánh cực khỏe với nhiều phong cách khác nhau, bao gồm pháp sư, sát thủ, đấu sĩ và late game như con Airi chẳng hạn. Và những vị tướng mà 20% chơi tốt như Aero, như Nakroth thì đang thực sự thăng hoa. Dù anh ta thi đấu ít trận hơn, anh ta chỉ thiếu 2 trận thôi, và số lượng thi đấu thì ít hơn so với cả Zero một ván, một trận đấu. Nhưng thời gian đi rừng thì cả Zero và 20% đều đi rừng ngang nhau, đều là 2 trận cả. Anh ta đều đánh bại được Zero ở mọi thông số cá nhân, bao gồm KDA trung bình và MVP trung bình rất vượt trội, lên đến 10.10. Còn con số đấy bên phía của Zero chỉ là 7.41 và KDA trung bình là 1.86 mà thôi. Phong độ của anh ta thực sự đã được kiểm chứng khi mà 20% là người đóng góp lớn nhất cho chiến thắng ngày hôm qua mà chúng ta vừa nhìn thấy, khi Box Gaming lội ngược dòng ngoại mục trước đội tuyển Flash với tỷ số là 3-2. Khả năng teamwork của anh ta chắc chắn là tốt hơn so với cả Zero rồi, khi mà Box Gaming thì không giống như Fab Esports, các vị trí còn lại đều đánh khá là đều. Sự tiến bộ đến từ vị trí của Opa ở khu vực đường hỗ trợ, anh ta rất là thiên biến vạn hóa, và đặc biệt là cách anh ta chơi Zephyr hỗ trợ ngày hôm qua. Còn với Fab Esports thì họ đang thực sự rối ren, và Zero đang thực sự phải tìm cách để có thể chám vào được vị trí đi rừng hiện tại đang còn khiếm khuyết bên phía Fab Esports. Nhưng anh ta sẽ phải rút kinh nghiệm rất nhanh nếu như không muốn bị bỏ lại phía sau. Vâng, tôi cá rằng là sau thất bại 0-3 trước VGaming trong vòng 4 vừa qua thì Pháp họ sẽ phải xem lại rất nhiều, củng cố lại đội hình cũng như là lối chơi của mình. Và ngày hôm nay thì đối đầu với một đối thủ khác, đó là Bóc Gaming, có lẽ là sẽ nhẹ gánh hơn một chút so với đối đầu với VGaming chăng? Thì họ mang tới lay-up như thế nào? Ở vị trí đường thần xê ra đó là Ketori, người đi rừng Zero, đường giữa Bóc, người chơi xạ thủ YT và trợ thủ là TA, đội hình quen thuộc của Pháp. Và hãy cùng chờ xem là đội hình của Bóc Gaming ngày hôm nay như thế nào. Chắc chắn rồi, người đi rừng vẫn là 20% sau một chuỗi những chiến thắng vừa qua thì anh vẫn được gửi gắm ở vị trí đi rừng. Trong trận đấu lần này thì ở vị trí đường thần xê ra đó là KT, người đi đường giữa Akashi, trợ thủ Opa và xạ thủ là Ara. Bình luận viên Anh Dũng thân mến, với cái đà thăng hoa của Bóc như thế này thì theo anh Pháp sẽ phải cải thiện những điều gì để có được lợi thế trước Bóc ngày hôm nay ạ? Có lẽ là quá khó để có thể yêu cầu Pháp có thể thay đổi ngay một điều gì đó để có thể trở thành một đối trọng lớn đối với Box Gaming ở trong trận thi đấu này, khi chúng ta đều biết rằng Box Gaming đang bay cao sau sự trở lại của 20% và đỉnh điểm chính là cuộc lội ngược dòng ngoạn mục với tỷ số 3-2 trong ngày hôm qua trước đội tuyển Team Flash. Ở những mùa giải gần đây thì cuộc đối đầu giữa Box Gaming và Fab Esports cũng sẽ là một cuộc đối đầu để có thể định đoạt một thứ hạng ở trong vị trí top 4, nhưng ở mùa giải năm nay thì câu chuyện có vẻ như là ngược lại. Trong khi chúng ta thấy là Box Gaming đang nằm ở trong top 3, và nếu như giành chiến thắng trước Fab Esports ở trong ngày hôm nay thì họ sẽ có cơ hội vươn lên để ngoạ sơn quan hổ đấu ngày mai ở trong những trận đấu còn lại, khi mà các đội tuyển ở trong top 4 hoặc là có tham vọng vào top 4 sẽ gặp nhau, chẳng hạn như là trận đấu tâm điểm giữa VGaming và Team Flash, rồi cả trận đấu giữa Heavy và Cyber Esports nữa, thì có lẽ là Box Gaming sẽ tận dụng tốt nhất cơ hội của mình có được ở trong ngày hôm nay để có thể giành được một chiến thắng nhẹ nhàng trước Fab Esports. Còn đối với Fab Esports thì có lẽ là vấn đề của họ không phải là một vấn đề có thể giải quyết ngay trong một sớm một chiều, và tôi nghĩ rằng là Fab Esports có lẽ cũng sẽ cố gắng làm sao đó để đội hình của mình có thể thi đấu một cách tốt nhất có thể, còn lại thì họ sẽ có những tính toán ở cho một tương lai dài hơn.
Vâng, như đã phân tích ở đầu chương trình thì rõ ràng là sự thăng hoa của Bock có công rất lớn của 20%. Và đương nhiên rồi, anh cũng chính là key player của Bock trong trận đấu lần này. 20% cũng là tuyển thủ có chỉ số KDA và MVP trung bình cao nhất đội. Ngoài ra thì anh cũng đang là top 1 về chỉ số hạ gục trên phút của Bock Gaming với trung bình là 0,23 mạng trên 1 phút. Và ở bên phía bên kia chiến tuyến thì để có được chiến thắng cho Bock Gaming, Zero chắc chắn sẽ phải giải được bài toán của 20%. Dù đang không có phong độ tốt nhưng với kinh nghiệm và kỹ năng của Zero vẫn là điều mà Phát Esports luôn cần ở thời điểm hiện tại và cũng chính là điều mà chúng ta kỳ vọng ở tuyển thủ này tại Phát Esports. Bình luận viên Huy Popper, anh nghĩ sao về cuộc đụng độ của hai key player này ạ? Đây có lẽ là hai nhân quan trọng nhất của cả hai đội tuyển Pháp Esports và bên phía Bock Gaming. Gần đây thì chúng ta đã nói quá nhiều về hai tuyển thủ này trong hai vòng đấu gần nhất. Sự khác biệt giữa cả 20% cũng như là Zero là có. Thứ nhất là 20% đem tới một sự tích cực trong lối chơi của Bock Gaming. Tất nhiên rồi, theo như những gì mà Akachi chia sẻ thì meta game này là một meta game rừng có thể carry và đánh gánh rất là mạnh đầu trận đấu. Và nó phù hợp với phong cách đánh và bể tướng hiện tại đến từ 20% so với NDZ là một phong cách đánh chậm dọa đầu trận đấu và thiên về kiểm soát hơn. Với những quân bài mà chúng ta thường thấy NDZ như là Lindit cũng như Sinestra hiện tại đang không quá hợp thời. Và người đi rừng chính là 20% chứ anh không phải là một người đi rừng chắc phá như mình Fabi Sport, đó là Zero. Mà Zero đang rất bị hạn chế về mặt bể tướng. Anh ta hơi lạc nhịp trong lối chơi của bên phía đội tuyển mình. Anh ta đang không làm tốt ở những vị tướng đi rừng sát thủ. Dù anh ta có những ván đấu sĩ thuần rất hay, anh ta thi đấu không hề tệ một chút nào cả. Nhưng rõ ràng việc anh ta phải thi đấu ở vị trí không phải sở trường của chính mình đang khiến cho Zero loay hoay cố gắng hoàn thiện mình qua mỗi vòng đấu. Và với việc phải liên tục cố gắng hoàn thiện mình trong thời gian ngắn ở một vị trí không sở trường như thế này, vừa đánh lại phải vừa rút kinh nghiệm là một điều không dễ dàng một chút nào cả. Các vị trí khác cũng đang tác động rất nhiều tới lối chơi của hai tuyển thủ này. Do hiện tại Pháp đang có biến chuyển về đội hình nên bộ khung của họ không có sự chuẩn bị từ đầu, cùng sự thiếu kinh nghiệm đến từ những Kettori hay đi xuống về mặt phong độ đến từ YT, nó đang khiến cho Zero cũng rất khó để hòa nhập được vị trí mới của mình. Nhưng điều đó lại không để xảy ra với cái Bock Gaming. Bock Gaming được thi đấu với một đội hình hoàn chỉnh, đang có sự tiến bộ đặc biệt ở vị trí Opa khi mà đa dạng hơn ở vị trí hỗ trợ, KT đánh tự tin hơn ở vị trí đường tà thần Seja. Và vì vậy thì 20% anh ta cũng đã truyền được cảm hứng rất nhiều cho các đồng đội của mình. Và mình nghĩ rằng trong ngày thi đấu hôm nay thì rõ ràng là 20% sẽ là người đi rừng được đánh giá cao hơn. Và anh ta cũng sẽ có được cái sự hậu thuẫn tốt hơn về những yếu tố bên ngoài như là đồng đội, như là đội hình, như là chiến thuật so với cả Zero đến từ Pháp Esports. Vâng, ở ván đấu đầu tiên thì Pháp Esports họ lựa chọn ở bên phía đội đỏ. Chúng ta sẽ cùng chờ xem là với kỳ vọng của hai bình luận viên nói riêng cũng như là các khán giả nói chung thì chúng ta Pháp ngày hôm nay họ sẽ liệu có ghi được một điểm số nào trước Bock Gaming hay không khi mà phong độ của Bock đang là rất tốt. Nhưng đúng như là anh Dũng nói thì Bock không phải là không có điểm yếu và Pháp hoàn toàn có thể khai thác vào những điểm yếu này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đưa ra dự đoán cho kèo đấu lần này. Với bình luận viên anh Dũng thì anh nghĩ rằng là tỷ số sẽ là bao nhiêu ạ? Mình nghĩ rằng đây sẽ là một trận đấu có tỷ số tương đối cách biệt và mình dự đoán 3-0 dành cho Bock Gaming ở trong trận thi đấu này. 3-0, một tỷ số rất là hủy diệt. Tôi thì tôi nghĩ rằng là ngày hôm nay sẽ không hủy diệt đến như vậy đâu, nhất là khi mà Pháp họ vừa mới thua chóng vánh trước VGaming. Thì đến với trận đấu này họ sẽ có quyết tâm cao hơn. Tôi nghĩ rằng là tỷ số sẽ là 3-1 cho Bock Gaming. Pháp Esports sẽ ghi được một điểm trong trận đấu này. Còn với bình luận viên Huy Popper, cá nhân của tôi thì tôi lại không quá tự tin vào bên phía của đội tuyển Bock Gaming trong một chiến thắng 3-0 cách biệt như thế. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là họ cũng sẽ có chiến thắng cách biệt như là với tỷ số 3-1. Sẽ là một ngày thi đấu thăng hoa khác đến từ 20% và các đồng đội của mình. Đặc biệt trong bối cảnh của Pháp Esports đang có phong độ không được quá cao như thế này. Chúng ta sẽ cùng hướng tới giai đoạn cấm chọn ở ván đấu đầu tiên để xem là hai đội tuyển này sẽ đưa ra những bài đắng như thế nào và thể hiện phần trình diễn ra sao trong trận đấu này. Xin được mời hai bình luận viên. Vâng, xin chào các bạn khán giả đã cùng nhau quay trở lại với diễn biến của vòng thi đấu thứ 5. Ngày thi đấu đầu tiên của vòng đấu thứ 5 giữa Pháp Esports và Bock Gaming. Một cuộc chiến mà có lẽ rằng là trước khi trận đấu ngày hôm nay diễn ra thì nhiều người cũng sẽ bất ngờ. Nhưng mà tuy nhiên trong ngày thi đấu hôm nay thì có vẻ như đội tuyển được đánh giá cao hơn sẽ là vị trí của đội tuyển Bock Gaming với những gì mà họ làm được trước đội tuyển Team Flat vào ngày hôm qua. Và vì thế mà vị thế và điểm số của họ cũng đang thay đổi. Nếu như họ tiếp tục có được 3 điểm trước Pháp Esports, họ sẽ vượt lên vị trí của Team Flat đang đứng hiện tại và thậm chí là cả VGaming nữa.
Rõ ràng là như vậy rồi, cơ hội đang đến với Box Gaming, cờ đang đến với tay họ để có thể phất lên và có thể chiếm được một vị trí cao, cũng như là thoải mái xem các đối thủ tàn sát lẫn nhau ở ngày thi đấu cuối cùng trong tuần thi đấu này. Đó sẽ là ngày Super Sunday ngày mai. Còn trước hết thì họ phải làm tốt phần việc của mình đã. Ở trong ván thi đấu đầu tiên thì Box Gaming ở bên phía đội xanh, họ cấm đi Florentino cùng với Hayate, rồi sau đó lấy Tachi về cho Opa. Còn trong khi đó ở phía bên kia, Fabi Sport cấm đi cho mình Aoi cùng với con bài Elsu. Fabi Sport lựa chọn ở bên phía đội đỏ trong ván thi đấu đầu tiên này. Có lẽ đây đang là một trong số những nỗ lực để có thể chuyển mình cũng như là tìm ra một phương án hợp lý nhất đối với những gì mà Fabi Sport đang có ở thời điểm hiện tại. Còn nếu như xét về mặt thông số thì thậm chí Fabi Sport đang là đội tuyển có thành tích thi đấu tệ nhất tại giải đấu lần này khi thi đấu ở bên phía phần sân màu đỏ, khi họ chỉ có được 25% tỷ lệ thắng ở trong tổng số ván đấu của mình đến từ bên phía phần sân này mà thôi. Điều đó cũng lý giải vì sao mà ở trên fanpage cao thủ liên quân tỷ lệ ủng hộ dành cho Box Gaming lại cao đến như vậy, nhất là sau khi mà 20% cùng với những người đồng đội của mình cũng đã bay rất cao với màn lội ngược dòng ngày hôm qua. Ngày hôm qua thì chúng ta cũng đang thấy những bước chuyển mình đến từ không chỉ cả bên phía của 20%, nó còn đến cả Opa nữa. Ngày hôm nay thì Opa đang muốn nhá hàng và một sự lựa chọn hướng tới quân bài là Tachi. Tỷ lệ ủng hộ trên fanpage cao thủ liên quân hiện tại đang chỉ là 24% dành cho khán giả tin tưởng vào một chiến thắng đến từ Fab Esports mà thôi. Trong khi đó thì với màn chiến thuyết phục của mình trong ngày hôm qua thì Box Gaming đang nhận được tín hiệu ủng hộ nhiều hơn đến từ các bạn khán giả. Ngày hôm qua họ chỉ có 8% những người tin tưởng vào chiến thắng của mình mà thôi, nhưng ngày hôm nay họ có đến 76%. Và liệu rằng với số lượng khán giả áp đảo như vậy thì Box Gaming sẽ trình diễn như thế nào? Ở Tachi trong tay của Box Gaming, của Opa mới chỉ có được một trận thắng mà cũng chính là ván thi đấu ngày hôm qua. Và ở trong mùa giải này thì Opa đang hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn lột xác khi mà anh ta không còn dừng lại một vài những chất tướng bảo kê nữa, mà chơi rất tuyệt vời với những vị tướng tấn công, những vị tướng mở giao tranh chủ động hơn. Và mùa giải này anh ta chơi đến 9 vị tướng khác nhau ở các vị trí. Đây sẽ là hai sự lựa chọn tiếp theo đến từ bên phía của Box Gaming. Đó là con bài Superman dành cho vị trí của nhiều khả năng là KT ở khu vực đường tà thần Seiza, hoặc cũng có thể không có thể nào ở đây cả, bởi Akachi sẽ là người chơi Liliana trong ván thi đấu này tại khu vực đường giữa. Nhưng không loại trừ giả thiết rằng Tachi và Superman sẽ thay đổi vị trí cho nhau. Nhưng ít nhất trong ngày thi đấu hôm nay, nhiều khả năng rằng chúng ta sẽ vẫn thấy bộ khung Superman đường tà thần Seiza và Tachi ở vị trí hỗ trợ mà thôi. Có lẽ như vậy đang là đẹp nhất với những gì mà Box Gaming có ở thời điểm hiện tại. Fabi Sport lựa chọn cho mình xạ thủ Cavani dành cho Whitey, và họ bắt đầu cấm đi Thon cùng với Joker ở trong giai đoạn 2. Trong khi đó thì Hayate cũng đã bị Box Gaming tự cấm đi rồi, và có lẽ là với những xạ thủ ở những tier đầu tiên, những con bài mà các tuyển thủ ưu tiên đầu tiên thì đã không còn dành cho Ara ở trong ván thi đấu này nữa. Nhưng Violet cũng sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo đối với Liliana của Akashi, và đây cũng sẽ là một vị tướng mà Ara có thể đối đầu ổn định với Cafeni ở phía bên kia. Kèo đánh giữa Ara cùng với YT đã từng là một kèo xạ thủ vô cùng hấp dẫn, và đã từng có những thời điểm mà YT cho thấy tiềm năng, và vì sao huấn luyện viên Ken trong đội hình của Fabi Sport thậm chí còn đánh giá YT có phần nhỉnh hơn so với Ara. Nhưng ở mùa giải năm nay thì YT lại đang cho thấy những dấu hiệu của sự đi xuống so với chính bản thân anh ấy. Sau những ngày tháng đến và luyện tập cũng như thi đấu trong màu áo của Team Flash thì kể từ đầu mùa giải đến giờ, YT chưa để lại quá nhiều những ấn tượng, và ở trong một tình cảnh rối ren như thế này đối với Fabi Sport thì có lẽ là khán giả của Fabi Sport chờ đợi vào YT nhiều hơn. Đúng là như vậy. Về thông số cá nhân đến từ YT và Ara thì hai người này rất là xem nhau cả về điểm KDA trung bình và điểm MVP trung bình, nhưng Ara nhỉnh hơn một chút thôi, còn KDA trung bình của cả hai bên đều là 2,24. Vì vậy chúng ta cũng thấy rõ rồi, trong meta hiện tại thì có vẻ như các người chơi xạ thủ đang chưa có được một tiếng nói lớn như ở mùa giải lần trước, mà nó đang là ánh hào quang đến từ khu vực đường giữa, đến từ khu vực đi rừng và ở vị trí tà thần Seiza nhiều hơn. Vì ngày hôm nay nếu như nói rằng YT là một người có phong độ thi đấu không cao thì phía bên kia chiến tuyến Ara ngày hôm qua cũng không có được một phong độ thi đấu đạt kỳ vọng, dù Box Gaming có được chiến thắng trước Team Flash. Và bên phía của đội tuyển Box Gaming cũng đã hướng tới một cặp đôi chị em cấu rỉa đánh khỏe để cướp quái dẫn đầu trận đấu. Bên phía của Fab Esports có cho mình được quân bài Q, một vị tướng mà có lẽ nhiều khả năng hoàn toàn Zero có thể sử dụng nó ở vị trí đi rừng, vì chúng ta thấy anh ta chơi quân bài này đi rừng rồi trong cuộc đối đầu với cả bên phía của Team Flash. Nhưng đó là một ván thi đấu mà họ đã thất bại, và trong ván thi đấu này với một lineup như thế này thì sẽ có hai sự lựa chọn dành cho vị trí của Zero, nhưng có vẻ như nó không phải là dự đoán đến từ tôi rồi, khi mà Kettori sẽ là người chơi Q ở khu vực tuyến trên và Zero sẽ cầm cho mình Lữ Bố ở vị trí đi rừng.
có lẽ Lữ Bố đi rừng ở trong ván thi đấu này sẽ là hợp lý hơn so với Quy khi đối đầu với Lan Đỏ ở phía bên kia. Một vị tướng có khả năng bay nhảy cực kỳ cơ động và khả năng chuyển đổi vị trí ảo diệu. Và như vậy thì một con bài chỉ có một vài chiêu thức lao vào ở dạng tương đối ngắn như kiểu Quy cũng sẽ khó lòng để có thể bắt được Elando nếu như không chiếm được một vị trí đẹp ở trong bụi và đấm đối phương vào tường với hạo nhiên trưởng của mình. Trong khi đó thì Lữ Bố sẽ có ba thức xích thố và đó là những tiền đề để có thể áp sát tốt hơn vào vị trí của 20%, một người cũng có một lối chơi cực kỳ chủ động và thi đấu độc lập cũng là hiệu quả. Chân tướng Elando sẽ là phù hợp đối với cách chơi này trong đội hình của Boxing Gaming đối với 20%, và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là 20% có tiếp tục đem đến một màn trình diễn thượng hạng nữa ở trong ngày hôm nay hay không, sau khi mà anh ấy đã được chú ý đến rất nhiều khi đem về một màn lội ngược dòng ngoạn mục trước đội tuyển mạnh nhất của đấu trường danh vọng từ xưa đến nay là Team Flash. Đúng là như vậy, rõ ràng là với chiến thắng ngày hôm qua thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái đánh giá có phần là khác với Boxing Gaming, thậm chí có phần khắt khe cho đội tuyển này với những gì mà họ đã trải qua. Một trận thi đấu cảm xúc và cũng phải nói là vô cùng bất ngờ đến từ Boxing Gaming khi đội tuyển này bị dẫn trước với tỷ số là 2-0 và quay ngược trở lại trong 3 ván thi đấu liên tiếp. Và chúng ta cùng nhau đến ngay với ván đấu đầu tiên giữa Boxing Gaming và Pháp Esports. Ở trong ván thi đấu này thì bên phía của Pháp Esports sẽ có Zero đi rừng với con bài Lữ Bố. Ở phía bên kia thì N20% sẽ chơi Elando, một chất tướng mà anh ta chưa chơi ở trong mùa giải năm nay quá nhiều. Và đây cũng là một chiếc tướng xạ thủ đầu tiên mà anh ta sẽ chơi trong phiên bản này, trong cái mùa giải này, khi mà những vị tướng anh ta sử dụng với tần suất cao đang là Aeron, Nakroth, Kira và thậm chí là cả Zeal hay Lữ Bố nữa. Thì đây là một trong số, không, đây là con số xạ thủ đầu tiên, vị tướng xạ thủ đầu tiên mà anh ta chơi ở vị trí rừng. Opa bị giữ chân lại rồi và tình huống tấn công rất khó chịu từ TA, vẫn là sự lực chủ động đến từ TA. Và qua đó thì anh ta có được first thing kill. Một tình huống di chuyển có phần hơi hớ hênh đến từ một người kinh nghiệm như Opa, và nó đã bị bắt lại bởi YT khi mà đang có những sự kỳ vọng đến từ vị trí của YT ở trong ván thi đấu này để có thể đem về lợi thế dành cho đội tuyển của mình. Thì YT cũng đã lên tiếng từ rất sớm với first thing kill mà Pháp Esports có được sau khi hạ gục đi con bài Tachi nằm trong tay của Opa. Tuy nhiên thì ARA vẫn đang đảm bảo được một thế đi đường là tương đối ổn, và chúng ta đang nhìn thấy quá khứ của ARA được hiện lên khi anh ấy đã từng có một quãng thời gian gắn bó với Pháp Esports, và chính sự xuất hiện của ARA đã giúp cho Pháp Esports nâng tầm lên để họ bắt đầu có được những vị trí đầu tiên của mình ở trong top 4 và dần dần thì có được một vị thế như ngày hôm nay cho đến trước khi mà họ gặp phải những khó khăn ở đầu mùa giải này. Đúng là như vậy, nhưng chỉ có điều đáng buồn rằng là kể từ sau khi mà ARA nâng tầm được Pháp Esports lên thì đội tuyển này chưa bao giờ đếm quá được con số 4 cả. Lúc nào họ cũng dừng chân tại trận playoff 1 và đã xảy ra trong 2 mùa giải liên tiếp rồi. Rõ ràng mùa giải năm nay sẽ còn là một mùa giải còn khó khăn hơn đến từ bên phía của Pháp Esports, và họ cần phải rất cố gắng. Một tình huống giao tranh tại khu vực đường dưới này khi 3-3, Pháp Esports đang khởi động con rồng hắc ám. Có vẻ như bên phía của Pháp Esports tập trung người rất triệt để khi mà Kettori đã có mặt tại cánh đường giữa rồi. Và đây sẽ là con rồng đầu tiên cho bán thi đấu này thuộc về cho Pháp. Chúng tôi đang có chương trình nạp năng lượng sinh trúng quà đỉnh. Với cơ hội trúng quà đỉnh như gói phun tướng, phun ngọc, phun combo skin SS, mọi người hoàn toàn có thể tìm lon sinh đỏ và vàng. Đây là tình huống tấn công đến vị trí của Box Gaming, họ tấn công thẳng vào TA. TA không còn quá nhiều máu nữa, anh ta có thể lướt được về với đội cứng cáp của quân bài Richter. Và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng tìm những lon sinh đỏ và vàng có hình tướng liên quân để có cốt tham dự và xem giới khoe lon. Đặc biệt lần đầu nhận cốt sẽ nhận được cơ hội lên tới 100 Sting Token. Link sự kiện các bạn có thể tham khảo tại trang web sting.lienquan.gana.vn và tham dự ngay lập tức. Trong khoảng thời gian mà Huy giới thiệu về chương trình nạp năng lượng Sting trúng quà đỉnh thì hai đội cũng khá hòa hoãn sau tình huống mà TA đã đâm vào sâu, sau đó bị bắt lại, nhưng rồi thì anh ấy cũng có thể thoát về được với sự dẻo dai đến từ Richter ở thời điểm này. Và cùng với những chất tướng chủ động thì Pháp Esports đang không ngần ngại để có thể tạo ra sức ép. Tuy nhiên thì sức ép mà họ tạo ra lên phía phần rừng của 20% cũng như là những đường đơn của Box Gaming là chưa đủ lớn. Sau điểm first thing kill thì họ cũng chưa có được gì nhiều thêm cả. Và lượng tiền giãn cách của họ so với bên phía Box Gaming cũng gần như là không có ở thời điểm phút thi đấu thứ 3 này. Đúng là như vậy, màu sắc đánh đến từ Pháp Esports quá dễ đoán. Một lần nữa mà TA quyết định đâm sâu với sự chủ động của mình. Anh ta cấu được rất nhiều máu bên phía đối phương, bão từ trường được kích hoạt tại đây rồi, không nâng được bất cứ một ai lên cả. Opa mất cho mình đó có băng xương. Và Opa nằm xuống lần thứ 2 trong ván thi đấu này. Và thêm một điểm hạ gục nữa đến từ bên phía của Pháp Esports. Chưa có bất cứ một lợi thế nào triệt để cho bên phía của Pháp Esports sau 2 điểm hạ gục mà người kiến tạo nó là TA. Hầu hết là lối đánh của Pháp Esports khá giống với những vòng đấu trước, chủ yếu là tập trung đánh phủ đầu đối phương với sự dẫn dắt đến từ những con bài áp lực cao ở vị trí hỗ trợ
trong tay của TA. Chứ ngoài ra thì họ cũng chưa có bất cứ một sự cải biên nào đáng kể về mặt lối chơi cả. Nhưng mà tuy nhiên ở thời điểm này, ít nhất họ cũng đã khiến cho người hỗ trợ của bên phía đội tuyển Box Gaming mất đi hai mạng. Pháp Esports đang chơi một cách tương đối bài bản, họ đang liên tục lấy được những mục tiêu. Tuy nhiên thì họ đang chưa ngăn được hai xạ thủ bên phía Box Gaming được farm và được chơi. Có lẽ là cần phải thêm một ít phút nữa, nơi mà Lữ Bố có được sức mạnh tốt hơn cũng như là Caffeine của YT sẵn sàng hơn. Thì khi đó Pháp Esports sẽ bắt đầu snowball bằng những sức ép đến từ bão từ trường của Lorion, hoặc là những tình huống vùng diệt quỷ đâm vào với hai lần chặt và chém của Richter. Họ có rất nhiều công cụ để mở giao tranh cũng như là đánh đột biến. Còn trong khi đó thì Box Gaming vẫn đang chia nửa bản đồ ra với hai xạ thủ ở hai phần khác nhau, cố gắng tích lũy nhiều tài nguyên nhất có thể. Và 20% thì thậm chí là còn thường xuyên có mặt ở trong phần rừng bùa đỏ của bên phía Pháp Esports. Nhưng trong tình huống vừa rồi thì anh ấy đã không thể cướp đi được con bùa đỏ. Rất khó chịu. Akashi thực sự đang có một ngày thi đấu mà theo như anh ta chia sẻ rằng là trong mùa này anh ta là người thi đấu khá là thăng hoa. Akashi cảm nhận rằng trong bán thi đấu trong mùa này anh ta đang có những tình huống xử lý tốt, và ngày hôm qua anh ta cũng đã thi đấu rất tốt trong bán thi đấu. Anh ta chơi con bài Illumia này, một tình huống tấn công rất chủ động từ bên phía của đội tuyển Box Gaming, và TA là người bắt lại một cú long toái từ Box Gaming. Nó khiến cho YT và TA bị tách nhau ra. YT mất đi cho mình đó là cờ băng xương, có thể quay trở bắn trả đối phương được, nhưng Box Gaming đã kịp thời lui ra được thành công và không có ai phải nằm xuống cả. Box Gaming đã muốn chủ động tấn công thẳng vào bộ đôi đường dưới bên phía Pháp Esports, nhưng không có bất cứ một tình huống bất ngờ nào được xảy ra. Vẫn còn cho mình cờ băng xương trên người YT và đã có thể quay trở lại được. 20% vừa rồi cũng đã cho thấy rằng ngay đến cả Lữ Bố của Zero cũng đang rất khó lòng để có thể kiểm soát được người Elandor của người chơi này, với sự cơ động và những con bướm được để lại ở sau lưng. Trong khi đó thì ARA vẫn farm ổn thôi, và với cái luyện kim thì thậm chí là về mặt lượng tiền thì ARA còn nhỉnh hơn so với Caffeine của YT. Mặc dù YT có dấu ấn ở trong hai điểm hạ gục của Pháp Esports, tuy nhiên thì lượng tiền mà anh ấy nhận được lại đang là ít hơn khi mà xạ thủ bên phía đối phương có được phù hiệu luyện kim. Và đến thời điểm này, những nỗ lực trong việc đi farm của bên phía Box Gaming bắt đầu phát huy được hiệu quả khi họ cân bằng được lượng tiền so với đối phương rồi. Thậm chí đã có những khoảnh khắc mà lượng tiền của Box Gaming còn nảy lên là sớm hơn. Và khi mà Pháp Esports tiếp tục ép đánh thì Elandor của 20% đơn giản là lùi về một cách đơn giản. Box Gaming chấp nhận để mất hết toàn bộ rơi và toàn bộ rồng dành cho đối phương, nhưng họ không để mất tài nguyên trong phần rừng của mình, và họ vẫn đang giúp cho những chủ lực của họ có thể lớn lên một cách đúng thời điểm. Đúng là như vậy, nhưng mà hiện tại thì Elandor cũng đang có một lượng tiền phải nói là nhiều nhất ở trên bản đồ. Rõ ràng khả năng kiểm soát đến từ Elandor là một lợi thế của vị tướng này, và anh ta đang có 4.400 tiền. Kèm với đó là nòng súng thứ hai bên phía đội tuyển này là ARA cũng đang có 4.100 tiền, một tình huống kéo rồng ra và chính xác trong việc có được con rồng này đến từ 20%. Thật bất ngờ khi bên phía của Box Gaming là đội tuyển có được con rồng hắc ám đầu tiên, và nó khiến cho Pháp Esports phải nhanh chóng di chuyển lên đường trên để cố gắng tạo lợi thế. Họ sẽ muốn dành nhiều thời gian khu bùa đỏ cũng như cánh đường trên để đánh vào KT nhiều hơn. Nhưng mà KT khả năng phòng ngự rất tốt, đã có tình huống gánh đầu tiên từ 20% xuống khu vực đường dưới này, và YT mất đi rất nhiều máu. 20% cũng là tương tự, đây là tình huống mà TA lên hỗ trợ bất ngờ dành cho Q của Kettori. Có lẽ bộ đội bên phía Pháp Esports cũng không thể nghĩ đến được là Kasi lại xuất hiện ở đó một cách kịp thời. 20% chỉ còn nửa cây thôi nhưng vẫn đang cực kỳ tự tin. Zero bắt vào đó là tình huống mà 20% muốn outplay, nhưng anh ấy quá chủ quan trong tình huống thi đấu vừa rồi khi còn có cả sự xuất hiện đến từ Zero và cả TA. Bây giờ thì Akashi cùng với Opa sẽ phải phòng ngự con xe này, trong khi đó thì Violet của ARA nên bỏ trụ nếu không muốn bị ốp vào với cả bốn thành viên bên phía Pháp Esports. Đúng là ốp vào rồi, mất phù hiệu quả cầu băng xương sau đó thì cũng rất khó về. YT có điểm hạ gục, Akashi đến từ phía sau đang nhắm vào vị trí của TA và đã hạ gục được TA, với đó là Zero nằm lại sau khi mà KT xuất hiện cùng với Superman. Và đó là những pha trao đổi mà có lẽ là Box Gaming hoàn toàn có thể hài lòng. Đúng là như vậy, đây là điểm mạnh đến từ bên phía của Superman khi vị tướng này di chuyển xuống rất nhanh. 20% lên để có thể dọn tơ lính mà KT đã bỏ qua, và KT với sự linh động và khả năng hỗ trợ ứng biến tuyệt vời với độ cơ động đến từ Superman, anh ta đã di chuyển xuống để hỗ trợ cho Akashi khi mà TA đâm vào hơi sâu. Chứ nếu trong tình huống đó mà không có KT thì nhiều khả năng Akashi cũng có lẽ sẽ không đủ sức để có thể kéo được mạng đối phương xuống, mà ngược lại anh ta sẽ là người phải nằm xuống. Nhưng đó là sự cơ động đến từ quân bài Superman, và đây là một tình huống mà bên phía của đội tuyển Pháp Esports cũng đã rất cố gắng để có thể có được lợi thế đầu tiên tại cánh rồng, nhưng họ chưa thể có bất cứ một lợi thế nào đáng kể cả, ngoại trừ điểm hạ gục đến từ ARA thì họ vẫn chưa thể có được mục tiêu lớn. Đường trên theo như thời gian thực chúng ta đang thấy giao tranh đang nổ ra, và đó là các thành viên bên phía đội tuyển Box Gaming. Họ đã kịp thời lấy được cái trụ đầu tiên khu vực đường trên rồi, và họ cũng đã vừa có được thêm điểm hạ gục của đối phương tại khu vực đường trên. Kettori có vẻ như đã nằm xuống thì phải.
Đúng là như vậy, một tình huống mà Kettori bị ganh khi mà Ara cũng xuất hiện ở cánh trên một cách đầy bất ngờ. Và tình huống đảo đường ngay kể cả khi chưa lấy được trụ đường rồng của đối phương đã thực sự khiến cho Pháp Esports bối rối. Và họ bị chạy theo bên phía Box Gaming để bây giờ thì họ mất đi hai cái trụ ngoài ở hai bên cánh rồi. Và trong thế đánh thì chúng ta thấy là Box Gaming vẫn đang là khá sáng nước. Đáp xuống với Long Toái đến từ Opa, nhưng bên phía Pháp Esports có thể phòng ngự được thành công. Dù sao đi chăng nữa thì Box Gaming vẫn đang làm tốt về thế trận kiểm soát như thế này, khi mà nhìn trên cục diện trận đấu thì khá là cân. Nhưng tuy nhiên về kinh tế thì 20% đang làm khá tốt. Anh ta ganh ở đâu là có trụ tại đó và đã có hai trụ ở hai thềm ngoài được lấy đi từ bên phía của đội tuyển Pháp Esports rồi. Trong khi đó thì Pháp Esports cố gắng để có một tình huống mở giao tranh băng trụ, nhưng họ chưa có được bất cứ mục tiêu lớn nào cả. Ở đường trên này thì lại là một lần nữa mà Ara không có được vòng tay bao bọc đến từ đồng đội của mình, và TA sẵn sàng băng vào dẫn tới việc Ara phải lùi thấp xuống để có thể phòng ngự được, và đã có trụ đầu tiên cho bên phía của đội tuyển Pháp Esports. Chỉ là cái trụ đường cánh thôi, chưa phải vấn đề quá lớn với Box. Pháp Esports đang đầu tư cả 4 người ra khu vực đường giữa như thế này. Chúng ta đang thấy chênh lệch giữa hai người trên rừng lên đến 2 cấp độ, và rõ ràng là 20% dễ đánh hơn so với một Zero có phần tương đối lúng túng. Một tình huống nâng cầu nhưng nó không được thực hiện thành công, thì có lẽ đó là đại địa mở trói băng vào đến từ vị trí 20%, sau đó bấm quả cầu băng xương bởi vì quá tấp máu. Zero hạ gục được Akashi nhưng bị đẩy ngược về và bị hạ gục bởi các thành viên bên phía Box Gaming. Người có được sát thương cuối cùng là Opa, và đó lại một lần nữa chỉ là đổi mạng mà thôi. Và Pháp Esports họ vẫn đang rất cố gắng để có thể công vào ở bên phía đối phương trong quãng thời điểm mà những chất tướng còn đang ủng hộ họ như là Lữ Bố hay Lorion. Thêm một chút nữa thôi thì có lẽ là Violet cùng với Liliana của Box Gaming khi đó sẽ lên tiếng đầy mạnh mẽ, và đó sẽ không phải là một thế trận đương ý đối với Pháp Esports chút nào. Nhưng biết làm sao được khi mà ép vào một đội tuyển đang bay như Box Gaming cũng là tương đối khó. Họ vẫn đang giữ cái trụ ở đường giữa là rất trì, trong khi đó thì ở hai bên cánh mới chỉ có một cái trụ vừa được lấy đến từ Cafeni của YT mà thôi. Và về mặt lượng tiền thì YT vẫn đi sau so với hai xạ thủ bên phía Box Gaming. Đúng là như vậy, ở thời điểm này thì Box Gaming đang hoàn toàn thay đổi lối chơi, chuyển sang chơi một cách kiểm soát phòng ngự với có cho mình hai vị tướng xạ thủ đóng vai trò nòng cốt về sát thương. Nhưng họ đang kiểm soát lượng tiền thực sự phải nói là rất tốt. Chưa có bất cứ một tình huống nào giúp Pháp Esports thành công được vào cái trụ đường giữa này cả. Còn Box Gaming thì đang có rất nhiều tiền đến từ vị trí của Violet cũng như Leandro trong tay của Ara và 20%. Và bên phía của Pháp Esports ở khoảng thời điểm trước đó 1 phút thì YT có đang thua 1.000 tiền so với cả Ara. Dù khoảng trống của anh ta để có thể được farm là không hề thua thiệt một chút nào cả so với cả Ara, nhưng mà tuy nhiên thì Ara cầm theo cả luyện kim nữa, đã có được lợi thế cân trụ dành cho bên phía Pháp Esports rồi. Một thế trận khá cân, khi tiền không phải vấn đề, thế trận và thế lính cũng không phải vấn đề. Có lẽ vấn đề ở đây là một tình huống giao tranh đủ để có thể giúp cho một đội tuyển vùng lên ở con tà thần Caesar này. Và đây tình huống giao tranh có thể là như vậy khi mà KT bọc đầu từ tuyến sau quá đẹp đi và bắt thẳng vào chủ lực bên phía đối phương, đó là YT. Họ hoàn toàn có thể hướng tới con tà thần Caesar. Một tình huống đi bọc rất bất ngờ đến từ Superman của KT, và kết hợp thêm cái tốc biến nữa thì xạ thủ chủ lực của Pháp Esports đã không thể lường trước được. Và trong đội hình của Pháp Esports thì cũng không có một con bài nào mang tính bảo kê thuần túy để có thể giúp cho YT thoát đi được khỏi những tình huống đẩy từ phía sau như vậy. Opa lao vào sẵn sàng mở giao tranh khi bên phía đối phương chỉ có hai người. Thêm một tình huống cầu máu đến từ Liliana, và đúng là Box Gaming đang muốn kiểm soát ở cửa hang tà thần Caesar, nhưng Pháp Esports vẫn đang có những người ở đây. Họ có bộ đôi đấu sĩ Richter cùng với Lữ Bố, cả hai đang di chuyển khá sát nhau và bị phát hiện ra vị trí bởi Akashi rồi. Bây giờ thì Box Gaming sẽ đưa ra quyết định như thế nào? Họ đang nắm hoàn toàn vị trí của Richter nằm trong tay của TA, và đây là động thái bắt đến từ bên phía Box Gaming. Sẽ là một tình huống quay bắt, TA chạy về, Box Gaming ngay lập tức từ bỏ ý đồ của mình. Họ sẽ vẫn có được quyền kiểm soát tại hang tà thần Caesar, họ có được rơi thủ vệ rồi, TA hoàn toàn bị nắm bắt thông tin. Nhưng mà TA cũng đang là vật cản khó chịu khiến cho Box Gaming chưa thể có được con tà thần này, họ quyết định ăn nó rồi. TA đang có mặt ở đây, TA là người đứng sau nhất con tà thần Caesar này, và có lẽ là Box Gaming cũng không quá mạo hiểm. Ngay lập tức là đẩy lui đối phương ra và Pháp Esports chiếm quyền có được con tà thần này. Họ đang cố gắng để có thể ăn nó thật nhanh khi mà họ đẩy được một tên lính, và Superman của đối phương đang không có mặt ở đây, tạm thời là 5-1. Nhưng bên phía Pháp Esports không thể giữ lại được First Caesar Modern Key, đó là sự xuất sắc đến từ Akashi. Và bây giờ thì Pháp Esports cần phải bỏ chạy mà thôi, mọi thứ đều đang không ủng hộ dành cho họ. Kettori quá thấp máu rồi, KT băng vào thì anh phải bỏ chạy. Và Pháp Esports không còn có thể phòng ngự được ở cái trụ đầu tiên ở đường giữa này nữa rồi. Khá đáng tiếc khi mà góc đứng đến từ Box Gaming khá là khó khăn, và họ đội tuyển bất lợi hơn trong một cái thế tranh cướp con tà thần Caesar đến như vậy, bởi Pháp Esports đã nằm trọn vẹn trong hang tà thần Caesar rồi.
Nhưng một tình huống tỏa sáng đến từ vị trí Akashi mà thôi, và cũng có đôi phần tắc trách từ Pháp Esports đã khiến họ mất đi con bùa lợi mà họ rất cần ở thời điểm đầu trận đấu để có thể có được cái trụ đầu bên phía đối phương. Lần này trụ đường giữa đang thuộc về cho bên phía Box Gaming, nhưng cú bắn rất đau từ 20%. Ara có thể đứng bắn vẩy mà không cần đến lính vào trong trụ, anh ta vẫn có thể có được lính. TA đã đứng cảnh giới cái bụi này rồi, cái bụi mà chúng ta thường xuyên thấy các đội tuyển căng ngang. Nhưng lần này thì KT đã không thể bọc vào lần thứ hai với một cú đẩy ngược nữa, vì TA đã đứng tại đó rồi. Pháp Esports chấp nhận mất đi hai trụ tại khu vực đường giữa sau khi mất con tà thần xảy ra, và đây sẽ là con rồng dành cho bên phía đội tuyển này. 30 giây nữa thì con rồng bà chúa sẽ ra, và lợi thế đang là cực kỳ nhiều cho bên phía của Box Gaming. Một cú đấm hạ nhân trưởng không quá đẹp từ Kettori. Nếu như không muốn nói rằng đây một tình huống xử lý hơi vội vã. Rõ ràng giờ này thì quy của Kettori sẽ rất khó đánh với những sải tay dài của phía bên kia, cũng như là độ cơ động đến từ xạ thủ đi rừng mang tên Elador. Một đường lính siêu cấp đã dành cho bên phía Box Gaming rồi. Bài toán khó thực sự đối với Pháp Esports ở thời điểm này đó là những con bài chủ lực late game của bên phía Box Gaming đều đã lớn, trong đó có Ara. Chúng ta nhìn thấy vai lách của Ara bắn đau đến như thế nào. Anh em cũng đang cực kỳ tự tin ở khoảng thời điểm mà đối phương chỉ có 4 người như thế này và hai đường lính siêu cấp dành cho Box Gaming. Sau đó thì họ lùi về để ăn đi con rồng bạo chúa, và qua đó thì kiểm soát được mùa lợi và có thêm cả quyền ác ám dành cho một trong hai xạ thủ của mình. Ara sẽ là người được nhường quyền ác ám hoàn toàn hợp lý. Khi giờ này thì Violet sẽ đem lại sức công phá lớn hơn so với Elador là rất nhiều. Đúng là như vậy. Hiện tại thì đội hình của bên phía Box Gaming đang khỏe rất đều, và các vị trí đều có tiềm lực tài chính rất mạnh mẽ trong người. Lượng tiền đến bên phía của đội tuyển Pháp Esports cũng khá đều ở thời điểm này, và đây là lúc mà Caffini trong tay YT có thể lên tiếng được rồi, khi mà anh ta đã có đầy đủ những món trang bị có thể gọi là gồng gánh về sát thương và là những món trang bị chính dành cho vị tướng Caffini. Sức mạnh đến từ hai vị tướng xạ thủ gần như đã đạt đến ngưỡng cực đỉnh, và có lẽ cần chờ một tình huống giao tranh đến cả hai đội tuyển. Bên phía Pháp Esports đã có trên người Buck, còn có cho mình nguyên cả phù hiệu cầu băng xương lẫn món đồ cầu băng xương trên người luôn. Anh ta chưa mất đi bất cứ lần cầu băng xương nào cả và cũng chưa phải nằm xuống một điểm cục nào cả. Băng vào đến từ đó là Box Gaming KT có một cú đẩy khá đẹp, mất đi cầu băng xương từ vị trí của Buck rồi. Buck lên bàn điểm số quá nhanh tại đây, khi mà đây cú bắt đầu khá tốt nhờ khả năng chống chịu từ KT nữa. Và về phía Pháp Esports mất đi một người, lượng máu từ TA không còn quá nhiều nữa. Zero bật cho mình đó là chiến thần lên, cho tôi xem mặc kệ bắn thẳng vào đầu của Zero luôn và mất đi rất nhiều máu đến từ vị trí của Zero với một cú cầu rỉa đến từ con bài Liliana. Chưa phải là sân bay hay là một điều gì đó lớn hơn, nhưng rõ ràng là cuộc chơi đang nằm trong quyền kiểm soát của Box Gaming ở giai đoạn này, và họ bắt đầu tiến đến con tà thần Caesar thứ hai rồi. Đây là tình huống mà bên phía Pháp Esports không hề muốn từ bỏ. Họ vẫn đang có 4 người trên bản đồ và họ còn được hậu thuẫn bởi một tên lính đẩy khá cao ở khu vực nửa dưới của bản đồ. Đã bắt đầu tìm thấy vị trí của Ara khi không có ai cạnh bên. TA muốn lao vào và hạ gục Ara, nhưng thậm chí là Ara còn quyền ác ám đánh ngược trở lại là quá dễ dàng dành cho Box Gaming. Và có lẽ là dấu chấm hết dành cho Pháp Esports ở trong ván thi đấu này rồi, khi mà YT cũng đã bị hạ gục bởi KT. Còn 20% thì mới chỉ mất đi cho mình cái giáp bộ mệnh mà thôi. Pháp thị trường đến từ vị trí của Buck, và Buck bấm thêm một quả cầu băng xương nữa. Trong tình huống thi đấu trước thì anh không bấm được ai quả cầu băng xương, còn tình huống này thì Buck làm khá hay để cho Kettori có được một điểm hạ gục shutdown. Nhưng Akashi không phải là vấn đề quá lớn đối với Box Gaming ở thời điểm này. Họ vẫn đang còn hai xạ thủ, họ có lính và họ đang hướng đến việc dứt điểm luôn game thi đấu này. Nhưng tạm thời là hết lính khi mà Quy cùng với Lorion cũng phòng ngự là khá trì trạc, và tạm thời mới chỉ là 3 đường lính siêu cấp dành cho Box Gaming mà thôi. Nhưng cửa thắng của họ có lẽ đã phải lên đến 90% rồi. Đúng là như vậy, đã có cả khiên thất truyền được lên đến từ vị trí của Superman trong ván thi đấu này, và đó còn là vị trí của cả Elandor cho tay 20% nữa. Anh ta muốn củng cố thêm khả năng chống chịu của mình với việc đã sử dụng cho mình cầu giáp hộ mệnh rồi, và đây một khoảng thời điểm hợp lý thôi, khi mà ở thời điểm cuối trận đấu thì Elandor không còn phát huy được sức mạnh lớn như ở đoạn đầu trận đấu nữa. Nhưng bây giờ anh ta sẽ có được cho mình một sự gồng gánh về mặt sát thương đến từ vị trí của những Akashi, những Ara. Và bây giờ bên phía của Pháp Esports sau khi mất đi 3 đường siêu cấp thì họ đang phải rơi một cái thế là buộc phải đánh cả bên phía đối phương. Rõ ràng việc mất đi con tà thần Caesar trước một tình huống cấu rỉa đến từ Akashi đã khiến cho họ bị mất đi hết tất cả những dàn trụ ngoài, mất đi rất nhiều lợi thế. KT đẩy thẳng vào đầu của Zero. Zero là một lần nữa bị cô lập lại rồi. Zero có lẽ sẽ khó mà về được, và anh ta sẽ là người đầu tiên phải lên bàn điểm số khi Mopa kịp thời bọc đầu thành công. Và Pháp Esports lại một lần nữa chưa kịp giao tranh tổng thì đã thiếu đi một người. Mọi thứ đang quá khó dành cho họ khi mà ba người xúm lại với nhau nhưng giải quyết mãi chả xong hết tên lính ở khu vực đường giữa, khi nó được cường hóa thêm sức mạnh bởi con rồng tiên phong. Sau cùng thì nhiệm vụ đấy trong gai này cũng đã xong rồi. Tuy nhiên thì hết chiêu hết tốc biến đến từ vị trí của Lorion, và Caffini của YT ở thời điểm này thì cũng không còn tốc hành để có khả năng thả diều tốt hơn được nữa. Mọi thứ đang là rất khó khăn
Và Box Gaming đang hướng đến pha giao tranh cuối cùng trước khi dứt điểm ván thi đấu đầu tiên này. Bắc Băng ra bấm cho mình quả cầu băng xương tạo ra khá nhiều sát thương, nhưng sau đó bị bắn rất đau và lên bảng điểm số bởi Akashi rồi. Đang là rất dũng mãnh đến từ Ova cùng với con máy Tachi và tỷ số được mở là 1-0 ở phút thi đấu thứ 19 dành cho Box Gaming. Một ván thi đấu đủng đỉnh và cũng nhẹ nhàng đến từ bên phía của Box Gaming, dù thời lượng trận đấu diễn ra tới 19 phút. Nhưng thế kiểm soát của họ đã là ổn hơn ngay từ những phút thi đấu đầu tiên. Pháp Esports đã có những điểm hạ gục đầu tiên nhờ vào sự kiến tạo đến TA. Nhưng chừng đó là không đủ, Pháp Esports bắt đầu cho thấy sự rối ren ở cách vận hành chiến thuật giai đoạn giữa trận đấu. Và cái giai đoạn giữa trận đấu mà để cho những Ara, những Akashi có tiền và thời gian diễn ra càng lâu thì càng thêm bất lợi cho Pháp Esports mà thôi. Một ván thi đấu mờ nhạt đến từ cả quân bài Lữ Bố trong tay của Zero nữa. Và là một ván thi đấu khởi sắc đến từ KT với quân bài Superman. Cùng với đó là cả tập thể của anh ta nữa cũng đã có một vòng, một ngày thi đấu, một trận thi đấu trọn vẹn đến từ Box Gaming. Box Gaming đang ngày càng ăn khớp và dường như là họ cũng đang rất muốn bứt phá và đang có được thế để có thể được làm được điều này. Ngày hôm nay thì họ gặp một đối thủ đang gặp nhiều khó khăn và ở ván thi đấu đầu tiên thì họ cũng đã mở màn một cách đầy thuận lợi. Ngày mai thì hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở trên bảng xếp hạng đối với đội tuyển Box Gaming ở hai vị trí dẫn đầu là Team Flash và VGaming sẽ gặp nhau. Và nếu như có được một thắng lợi 3-0 trọn vẹn như những gì mà tôi dự đoán thì chắc chắn đó sẽ là một kết quả mong muốn đối với các thành viên của Box Gaming ở trong ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay lại bàn phân tích cùng MC Phương Thảo. Vâng, như vậy là dù đã có một vài điểm hạ gục dẫn trước nhưng mà đó là quá nhỏ, không đủ để Pháp có thể kết thúc trận đấu này. Phải chăng là cái đội hình late game này của Box là quá khó đối với Pháp đúng không ạ? Và Pháp họ đã gặp những sai lầm gì theo bình luận viên Anh Dũng? Đúng là xét về trong giai đoạn late game thì đội hình của bên phía đội tuyển Box Gaming có phần nhỉnh hơn. Và đội hình của Pháp Esports họ lựa chọn như thế này là để có thể tạo ra được một sự chủ động, cũng như là đội hình của họ mạnh nhất ở trong giai đoạn giữa game. Nhưng đó lại là khoảng thời điểm mà chúng ta thấy là bên phía Pháp Esports hoàn toàn lạc lối. Sự khác biệt rõ ràng nhất được thể hiện thông qua vị trí đi rừng của 20% cùng với Zero. Trong khi 20% thì rất thoải mái, anh ấy biết mình cần phải làm gì, chỉ đơn giản là farm và xuất hiện ở trên bản đồ nhiều nhất cũng như là tích lượng tiền nhanh nhất mà thôi. Còn trong khi đó thì Zero cứ loay hoay ở toàn bộ các mặt trận, ở khắp các khu vực đường đơn, xuất hiện liên tục để cố gắng hỗ trợ dành cho những người đồng đội của mình. Nhưng những động thái đó là quá dễ đoán và không đem lại hiệu quả, và thậm chí nó còn mất cả thời gian của người đi rừng. Và qua đó thì chúng ta thấy là đã có những quãng thời điểm mà sự chênh lệch cấp độ đã được thể hiện rõ giữa hai người chơi đi rừng ở trong một ván đấu mà Elan đó không phải là đánh tấn công, nhưng anh ấy vẫn hơn tiền, hơn cấp độ và hơn đồ so với người đi rừng bên phía đối phương. Thì đó có lẽ chính là vấn đề khiến cho Pháp Esports đánh rơi ván thi đấu này. Vâng, và đúng như là bình luận viên Huy Cooper nói thì ngày hôm nay cảm thấy Box họ đánh khá là thong dong. Họ là những người bình tĩnh hơn và mặc dù là ván thi đấu kết thúc cũng không phải là ngắn nhưng mà họ vẫn kết thúc nó một cách rất là nhẹ nhàng. Và chúng ta đã nói quá nhiều về Zero và phần thể hiện của anh rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì có một cái chia sẻ khá thú vị đến từ người đi đường giữa bên phía của Pháp Esports, đó là Buck. Trước trận đấu này thì Buck cũng chia sẻ là rất muốn gặp lại Akashi vì là hai người chơi này cũng từng là những người rất là thân thuộc với nhau. Ngày hôm nay thì Huy Popper đánh giá như thế nào về phần thể hiện của hai người đi đường giữa bên phía hai đội tuyển này? Thì như chúng ta đã biết ở nhiều mùa giải trước thì Akashi được coi là một trong số những người quan trọng bên cạnh Ara trong bóng của Box Gaming. Có những trận thi đấu thì anh ta thi đấu rất thăng hoa, nhưng có những trận thi đấu anh ta thi đấu rất là khác người. Nhưng ngày hôm nay có vẻ như anh ta đã không có sự khác người trong ván thi đấu đầu tiên này, ít nhất như vậy khi mà anh ta tự tin. Và rõ ràng là cái tâm lý thi đấu Akashi đã được cải thiện sau khi anh ta có chiến thắng trước Team Flash. Anh ta cũng đã tự nhận rằng anh ta đang có phong độ thi đấu tốt. Và ngày hôm nay thì cũng phải thừa nhận rằng anh ta cũng đã có một ngày thi đấu ổn với quân bài Liliana. Còn trong khi đó thì Buck ngày hôm nay đã có những cú điều cầu không được quá đẹp mắt. Có chăng là cú điều cầu mà chúng ta đã được xem ở trên highlight này là cú điều cầu giá trị nhất của Buck, nhưng đây là một tình huống điều cầu mà không có ai theo anh ta cả. Còn lại thì những cú điều cầu của Lorion trong tay Buck ngày hôm nay thực sự mà nói nó không được như kỳ vọng đối với một người chơi đường giữa có nhiều kinh nghiệm như anh ta. Và không đem lại quá nhiều hiệu quả cho bên phía của Pháp Esports đúng không? Ôi dồi. Huy thì nói rằng là Akashi ngày hôm nay với Liliana là một phần thể hiện ổn. Nhưng mà tôi nghĩ là nên dành lời khen đi ạ, tại vì anh cũng chính là MVP của ván đấu vừa rồi với chỉ số MVP là 11.2, điểm KDA là 6-2-4 và tỷ lệ phần trăm tham gia giao tranh là 83.3%. Anh Dũng thì nghĩ sao ạ?
Cá nhân mình nghĩ rằng là Akashi cũng đang có được một màn trình diễn tốt trước Buck, ít nhất là trong ván thi đấu đầu tiên này. Akashi cùng với Buck thì đều là những mẫu người đi đường giữa, có thể tỏa sáng ở trong một hoàn cảnh nhất định, nhưng họ lại hoàn toàn có thể đánh mất đi chính mình ở một ngày khác. Nhìn chung là không có được sự ổn định nhưng lại có được độ đột biến cao. Và ở trong cách chơi như vậy thì đến thời điểm này dường như là Akashi vẫn còn giữ được tay. Còn Buck thì cũng đã đi xuống so với chính bản thân anh ấy rất nhiều so với những ngày tháng đầu tiên mà Buck đã từng đem lại nhiều ấn tượng cho các khán giả đấu trường Danh Vọng. Hy vọng rằng là sau trận thua ngày hôm qua cũng như là ván đấu đầu tiên này thì Buck cũng như là những người đồng đội của mình tại Pháp Esports họ sẽ nhanh chóng quay trở lại để chúng ta có một ván đấu thứ hai cân bằng tỷ số, chứ không phải là tỷ số 2-0 dành cho Buck. Bởi nếu như là 2-0 thì Buck họ cũng sẽ tìm cách kết thúc ván trận đấu này rất nhanh khi mà phong độ của họ đang rất được lên cao. Bây giờ thì Pháp Esports họ lựa chọn ở bên đội xanh trong ván đấu tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng chờ xem là với sự thay đổi này thì Pháp họ sẽ đưa ra những tính toán như thế nào. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đến với giai đoạn cấm chọn ở ván đấu số 2, kèo đối đầu giữa Pháp Esports và Bóc Gaming. Sting, phiên bản thế hại liên quân mobile. Idol nào? Bạn idol gắn tim Sting với vị dâu ngon sảng khoái, cho bạn nguồn năng lượng bứt phá. Nam Sting gắn tim đỉnh. Ace Cook. Một khi đã đam mê, thể hiện, ngày mới đã. Lẩu Thái Tôm đây, vàng danh lừng lẫy. Nào, sẵn sàng chưa? Một modern, ngày mới đã. Yeah. My life, my color. Các trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên Vuga từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 26 tháng 9. Chỉ cần xem đủ 30 phút chắc chắn sẽ mở ra những phần quà hấp dẫn. Ngoài ra sẽ có hai quà tặng độc quyền sẽ được phát trên nền tảng Vuga, có cơ hội nhận được trang phục miễn phí. Cách tham gia cực kỳ đơn giản: lên ứng dụng Vuga bằng điện thoại, chọn mục nhiệm vụ ở góc dưới màn hình, nhiệm vụ giới hạn, chọn sự kiện, xem AOG. Hoặc bạn cũng có thể chọn vào phần cá nhân rồi chọn mục nhiệm vụ để tham gia sự kiện. Đối với các bạn đang sử dụng máy tính, hãy bấm vào hình đại diện của mình ở trên góc phải của màn hình, rồi chọn tài khoản, kéo xuống chọn nhiệm vụ và chọn sự kiện xem AOG. Quà sẽ được gửi về mục thông báo trên Buya trong vòng 24 giờ. Quá đơn giản phải không nào? Follow ngay kênh Liên Quân Mobile trên Buya để xem live stream đấu trường Danh Vọng và nhận quà độc quyền ngay thôi. Buya stream chất chơi đỉnh. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với trận đấu BO5 thuộc trận thi đấu thứ 17 vòng thi đấu thứ 5 đấu trường Danh Vọng mùa đông năm 2021 giữa Fabi Sport và Box Gaming. Ván thi đấu đầu tiên đã thuộc về Box Gaming và bây giờ thì tỷ số là 1-0. Fabi Sport ở mùa giải này họ mới chỉ có cho mình được 4 ván thắng mà thôi. Và trong số 4 ván thắng ấy thì có 3 ván thắng được thực hiện khi họ là những người cấm trước và chọn trước. Sau một ván không thành công ở bên phía đội đỏ thì Fabi Sport quay trở lại bên phía đội xanh. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là những sự lựa chọn đầu tiên mà họ đưa ra ở trong giai đoạn cấm đầu tiên của mình sẽ là gì. Và đó sẽ là Lữ Hố, một lượt cấm mà Zero đã chơi trong ván đấu đầu tiên nhưng không thành công. Pháp Esports đã phải chuyển qua màu bên sân màu xanh để có thể phần nào đó có được một con tướng khỏe trong sự lựa chọn đầu tiên của mình. Và cũng là để đổi vận hay chăng khi mà họ cũng đã có một ngày thi đấu, một trận thi đấu đầu tiên không được tỏa sáng cho lắm. Họ vẫn như vậy, vẫn all in vào những vị tướng mạnh nhất ở cả 5 vị trí. Nhưng trong ván đấu đầu tiên họ đã mất đi rất nhiều những vị tướng mạnh. Lượt cấm tiếp theo bên phía đội tuyển Boxing hướng tới đó sẽ là Tachi, một vị tướng mà Opa cũng đã chơi ở trong ván đấu đầu tiên nhưng kết quả là có lợi dành cho đội tuyển này. Và Richter tiếp tục là lượt cấm đến từ Pháp Esports. Chúng ta đã nói với nhau thì Pháp Esports mất đi rất nhiều những vị tướng khỏe trong ván thi đấu đầu tiên. Khi đó là hai quân bài đấu sĩ Lữ Bố và Richter ở vị trí khác, còn là cả Quy trong tay Kettori nữa, có nghĩa là 3 quân bài đấu sĩ rồi, cộng thêm với cả quân bài Lorion đường giữa nữa, có nghĩa là họ đã mất đi đến 4 vị tướng được lựa chọn rất nhiều ở thời điểm này. Rõ ràng là việc all-in nhiều như vậy thì nó cũng sẽ kèm theo cả rủi ro. Nếu như all-in cho ván thi đấu này nữa mà không thành công thì mọi thứ sẽ cực kỳ rối ren dành cho bên phía của đội tuyển Pháp Esports. Lượt lựa chọn đầu tiên để đánh đổi
cho việc ở bên phía một phần sân xanh của Pháp Esports, đó là quân bài Aoi. Một sự lựa chọn không quá tệ khi mà đây đang nằm trong số 3 vị tướng bị cấm nhiều nhất tại giải đấu bên cạnh Frontino và Richter. Nhưng rõ ràng là đối với Pháp Esports thì họ cũng không còn một sự lựa chọn nào cả dĩ hơn ngoài việc là Odin, và từng ván đấu một họ có những con bài gì là mạnh nhất và ở trong beta này đang có những vị tướng nào mà họ đánh được thì có lẽ là họ cần phải lựa chọn thôi, bởi vì rất khó trong những trận đấu với những đối thủ đang đánh giá cao như là Dox Gaming, thì với tình hình nhiều rối ren của Fnatic Esports thì hơi khó khi đòi hỏi họ phải đem về một chiến thắng, và vì vậy từng điểm số 1 cũng đang là rất giá trị cho hành trình tiếp theo ở trong giai đoạn sau của giải đấu rồi. Và Elsu là vị tướng mà bên phía Fnatic Esports đưa ra ở trong ván thi đấu thứ hai này. Trong khi đó thì Dox Gaming có hai sự lựa chọn, không phải là Aoi mà đó sẽ là Rossi cùng với Thorn dành cho Ara. Bên phía của đội tuyển Dox Gaming đã hoàn thành cho mình hai sự lựa chọn rồi, đó là cặp đôi xạ thủ đường dưới, xạ thủ và hỗ trợ Pháp Esports hướng tới Elsu dành cho nhiều khả năng dành cho YT ở trong ván thi đấu này. Và lại một lần nữa, bên phía Pháp Esports quyết định có cho mình những sự rủi ro, nhưng ít nhất là với những chất tướng khỏe họ có thể đánh cầm cự được để ít nhất là không thua trắng tay, hoặc là có thể giành được 1 đến 2 điểm số để từ đó nuôi hy vọng tiếp tục quay trở lại trong kèo thi đấu này. Sự lựa chọn thứ ba bên phía Pháp Esports hướng tới đó sẽ là quân bài Amelie, một vị tướng cũng đa năng, một vị tướng đấu sĩ thứ tư. Nếu như tính cả ba vị tướng mà họ đã sử dụng ở trong ván đấu thứ nhất thì đây sẽ là vị tướng đấu sĩ thứ tư mạnh ở trong phiên bản hiện tại được lấy đi từ bên phía của Pháp Esports. Rất nhiều những vị tướng khỏe tiếp tục được bung ra trong ván thi đấu này. Có lẽ Pháp Esports sẽ có những sự điều chỉnh khi giai đoạn lượt đi kết thúc, nhưng để cho họ dễ điều chỉnh hơn thì họ phải có những sự giằng co điểm số, phải giành giật những điểm số mà thôi. Vì vậy mà trong ngày hôm nay chúng ta cũng đã thấy rồi, vẫn là một thế trận muốn lấy những vị tướng khỏe, muốn áp đặt thế trận và đánh chủ động đầu trận đấu. Và đây là những Elsu, những Chrissy và những Amelie cho phép họ làm điều đó, cho phép họ mở giao tranh và cho phép họ đánh thẳng vào rừng, hay thậm chí là đánh nhau thẳng mặt ở khi mà nhảy cấp độ 4 hoặc trước cấp độ 4 đều khá ổn đến từ ba vị tướng này bên phía Pháp Esports. Ngoài ra thì Chrissy có lẽ còn là một lượt cấm gián tiếp vào vị trí của bên phía Dox Gaming ở khu vực đường giữa, khi mà Thorn cùng với Chrissy đang là một combo được các đội tuyển lựa chọn rất nhiều. Và quyết định của Dox Gaming sau khi thấy đối phương có được 3 sự lựa chọn đầu tiên, đó sẽ là một quyết định tương đối bất ngờ. Đó sẽ là Volcat được lựa chọn khá sớm ở trong giai đoạn 1 như thế này. Với sự lựa chọn này thì chúng ta cũng chưa rõ ràng được là Volcat sẽ xuất hiện ở vị trí nào, và ít nhất nó cũng sẽ khiến cho phần cấm chọn ở trong giai đoạn sau của Pháp Esports trở nên đau đầu hơn với sự lựa chọn mà Dox Gaming vừa đưa ra. Volcat, một sự lựa chọn dành cho Tepersen, có vẻ như anh ta đang muốn chứng minh rằng anh ta có thể đi được rất nhiều những vị tướng ở nhiều thi đấu khác nhau. Khi mà càng những vòng thi đấu đã qua, chúng ta thấy cho Tepersen càng muốn chơi nhiều những vị tướng hơn. Đây một điểm mạnh, có thể khó bị bắt bài, nhưng một điểm yếu là hoàn toàn nếu như pick nhiều vị tướng như thế này mà không có được cho mình một sự khởi sắc hay một sự quen tay thực sự thì đúng là sẽ là một cái thế trận nó khó ngược trở lại bên phía Dox Gaming. Dù sao đây chăng nữa thì những phép thử mà Tepersen đem tới cho chúng ta tận thời điểm này nó vẫn đang là chính xác, với những vị tướng ở nhiều những phong cách đi rừng khác nhau. Bên phía của Dox Gaming hướng tới quân bài đã giúp cho Akashi và các đồng đội có được chiến thắng trước Team Flash ở ván thi đấu thứ 5 ngày hôm qua, đó là Illumia. Còn với Pháp Esports thì lượt cấm mà họ đang hướng tới, sự lựa chọn họ đang hướng tới đó là một vị tướng mà Zero chơi rất tốt, quân bài Superman. Nhưng nhiều khả năng là trong ván thi đấu này thì anh ta cũng sẽ không phải là người cầm vị tướng này. Đúng là như vậy, và họ đang chuyển hướng sang với Arum, khi mà bên phía đối phương có những con bài đấu sĩ lao vào như là Volcat cùng với Rossi, thì họ muốn giữ đối phương lại để có thể dồn sát thương vào, khi mà trong đội hình của họ cũng đã có những vị tướng có khả năng dồn sát thương rồi, nhưng đang chuyển hướng sang một vị tướng có vẻ hợp beta hơn như là Wonder Woman. Và combo DC gồm Wonder Woman và Superman sẽ là sự kết hợp mà Pháp Esports đưa ra ở trong giai đoạn 2 trong phần cấm chọn của ván thi đấu thứ hai này. Bây giờ thì Dox Gaming sẽ cho chúng ta biết rằng đây có phải là Volcat đi rừng dành cho Tepersen hay không. Một khả năng tương đối lớn với những vị tướng đang có như thế này. Nhưng Dox Gaming bắt đầu quay xe, họ đang chuyển hướng lựa chọn sang Zil dành cho Tepersen. Zil, một vị tướng mà Tepersen cũng đã chơi trong ngày thi đấu hôm qua. Một vị tướng được sử dụng rất nhiều đến từ những người chơi đi rừng, và là một vị tướng đánh khỏe hơn so với thời điểm này của chính vị tướng đấy ở phiên bản trước giai đoạn cuối trận đấu. Nhưng cuối cùng họ đã chuyển từ quân bài Zil qua quân bài Irie, một vị tướng đánh khá lết
ở trong đội hình Bosque bình thường thì người cầm Airy sẽ là Chetepersen hoặc là ở cánh trên với quân bài Airy trong tay của KT. Như ở ván thi đấu này với đội hình như thế này thì nhiều khả năng vị tướng này sẽ ở vị trí đường trên mà thôi, bởi Volkart thường hay được khóa cứng ở vị trí đi rừng. Và chúng ta cũng đã có câu trả lời rồi, đó sẽ là KT đường trên, cầm Airy ở khu vực đi rừng sẽ là 20%. Lại là những cú chuyển cuối cùng từ bên phía Box Gaming, và đó sẽ là Volkart đường trên dành cho KT. Đúng là như vậy, Volkart ở vị trí đường tạt bóng xe ra dành cho KT. Và Airy không lại đổi nữa rồi, đổi liên tục để cho đối phương gặp bất ngờ. Thực tế là 20% này KT cầm Airy thì cũng đều đang có được một tỷ lệ thắng tuyệt đối là 100%. Nếu như KT để lại ấn tượng thông qua cách lên đồ của mình gồm có nhiều món trang bị đao truy hồn thì 20% lại là người để lại ấn tượng với những tình huống lao vào giữa đội hình của đối phương cùng con bài Airy mà vẫn có thể bắt được chủ lực và thoát ra một cách hoàn toàn ảo diệu. Và đến sau cùng thì hai thành viên này vẫn đổi vị trí liên tục cho nhau. Trong khi đó thì Fabi Sport họ đã ấn định đội hình của mình với Emily đi rừng thêm một lần nữa rồi. Đây sẽ là vị tướng được Zero sử dụng. Nếu như theo những gì mà chúng ta đang nhìn thấy là Volkart ở đường tà thần xe ra để đối đầu với Superman thì đây là một sự chọn đi đường khá hay, bởi vì ở bên phía giải đấu GCF mùa hè năm 2021 ở trong những trận đấu đầu tiên của đội tuyển Man Team tôi có cơ hội theo dõi thì 0-3-2 cũng đã mang con bài Volkart này thi đấu ở vị trí đường đơn, khi đó là đường rồng chứ không phải đường tà thần xe ra, nhưng cũng là đối đầu với Superman và cũng thi đấu một cách tương đối hiệu quả ở trong ít nhất là ở trong giai đoạn đầu ở giữa. Nhưng đây lại đang là tình huống mà Kettori di chuyển chủ động hơn ở những giây đầu tiên và đẩy một nhịp vào vị trí của Akashi. Sau đó thì Akashi cũng câu máu được vào bộ đôi TA cùng với Buck. TA cũng đang cho thấy sát thương cơ bản đến từ Wonder Woman ở trong cấp độ 1 là lớn đến như thế nào, và hai bên có thể xem như là hòa ở trong tình huống trao đổi chiêu thức đầu tiên của ván thi đấu này. Akashi vẫn chưa muốn dừng lại, vẫn muốn khép góc và khiến cho Buck phải mất thêm thời gian để về nhà hồi phục. Bên phía Box Gaming có cho mình 3 phù hiệu luyện kim và nó ở trên người của những chủ lực. Khi mà Thorn cũng như Airy cần có khả năng gia tăng kinh tế và có được lượng tiền nhanh thì luyện kim đảm bảo điều đó xảy ra và giúp cho họ có một lợi thế lớn ở dọa về sau với những trận tướng lết như thế này. Ở bên phía của đội tuyển ở Pháp Esports thì họ đang có cho mình Zero đi rừng với con bài Amelie. Zero có thể sẽ không phải là một người chơi đi rừng thực sự tốt với những vị tướng đấu sĩ sát thủ đi rừng thuần túy, nhưng với những vị tướng đấu sĩ có phong cách đánh được cả đường tà thần Caesar vốn là sở trường của anh ta ngày xưa thì anh ta đánh khá tốt. Và trong ván thi đấu này thì Zero đã quyết định lựa chọn cho mình quân bài Amelie ở vị trí đi rừng. Và điều đó sẽ khiến anh ta phần nào tự tin hơn. Chúng ta đã có chiến công đầu. Firsting kill dành cho bên phía của đội tuyển ở Pháp Esports. Một lần nữa thì Pháp Esports lại là đội tuyển sở hữu được firsting kill. Nếu như ván thi đấu đầu tiên là tình huống di chuyển hơi anh đến từ Opa thì trong ván thi đấu thứ hai này Yara vừa là người phải nằm xuống. KT đang gặp rất nhiều nguy hiểm và có lẽ sẽ là điểm solo kill dành cho Kettori hay chăng đây không? KT hồi lại một lượng máu và Opa đang xuất hiện ở đây. Và KT đang chuẩn bị về được rồi, thậm chí quay ngược trở lại chơi. Và outplay Kettori khi có thêm sự duyên đến từ 20% nữa. Bằng một cách nào đó thì KT vẫn không phải nằm xuống với con bài Volkart của mình. Một bá vơn chảo để có thể găm trúng vào người Kettori và anh ta hồi phục lượng máu. Rất đáng tiếc một tình huống mà tôi nghĩ rằng cũng hơi ngây thơ từ vị trí của Kettori, keo lửa đến từ vị trí của Opa rồi. Giao tranh nổ ra thần trận là khá đẹp đến từ Akashi, lượng máu từ Pháp Esports không còn là quá nhiều nữa. Long kiếm với kích hoạt đến từ 20%. Nhưng không có đủ tầm để ám sát vào TA bởi đối phương đứng kê ở bên cạnh rồi. Đó là quân bài Superman trong tay Kettori. Nếu băng vào sẽ là quá mạo hiểm với 20%. Và quyết định của Box Gaming là lui. Vừa qua tình huống đường trên một tình huống khá ổn đến từ vị trí của KT, nhưng tôi nghĩ rằng là cũng hơi hồn nhiên quá đến từ vị trí Kettori bởi đối phương có bá vương chảo, nếu găm trúng vào thì ta sẽ hồi phục lượng máu và trên người của KT còn có cả bộc phá nữa, sẽ rất là mạo hiểm với vị trí của Kettori. Nhưng rõ ràng đã đánh đến mức đó rồi mà bảo Kettori về thì cũng không đành, và sau đó thì Kettori phải lên bảng điểm số khi mà Box Gaming tập trung người là quá nhanh. Ở trong những ván đấu đầu tiên của các trận đấu thì tôi thấy rằng là Box Gaming đang có xu hướng là lựa chọn những đội hình có mang thiên hướng chơi về lết. Ván thi đấu đầu tiên cũng là như vậy, và ván thi đấu thứ hai này thì họ cũng đang lựa chọn một xu hướng tương tự. Ở trong ngày hôm qua ở trong trận đấu BO5 mà chúng ta được chứng kiến đầy đủ những tinh hoa của Box Gaming ở mùa giải này thì có thể thấy là thậm chí khi họ chơi chủ động thì Box Gaming còn đem đến một hình ảnh phóng khoáng và đáng xem cũng như là rất thú vị. Có lẽ đó là điều mà họ cần phát huy nhiều hơn ở mùa giải này, bên cạnh lối chơi kéo lết sở trường để có thể đa dạng hơn cũng như là khiến cho đối thủ của mình khó bắt bài hơn ở trong những kèo đấu dài hơi, và qua đó thì tỷ lệ thành công của Box Gaming cũng sẽ được nâng lên là cao hơn.
Đúng là như vậy, rõ ràng Bob Skimming cũng đã có những sự mới mẻ trong cách lựa chọn chiến thuật và cấm chọn của mình. Mới mẻ về con người và sau đấy là mới mẻ cả về cách lựa chọn tướng nữa. Họ có thể thay đổi linh hoạt được. Và ngày hôm qua thì trong những ván thi đấu dài hơi thì họ cũng đã cho thấy rằng khi mà cần phải chuyển mình qua phong cách đánh tấn công thì họ vẫn có thể lo liệu được. Và Chelsea đáp ứng tốt ở vị trí đi rừng. Đây một tình huống ép tại khu vực đường dưới từ Pháp Esports. Những phát bắn tay đến từ YT với quân máy Yao Su có rất thừa sát thương để họ có thể lấy được nhiều máu trụ tại khu vực đường dưới. Sát thương gây ra trên phút của hai xạ thủ sau vòng 4 hiện tại đang là nhỉnh hơn đến từ vị trí YT. 5.197 so với chỉ 4.867 với Ara mà thôi. Như hai thanh niên này thì những chỉ số khác nhau và những thông số cá nhân thì mỗi người lại mạnh hơn ở một điểm. Và có những điểm chung về KDA trung bình ở trong mùa này đến từ cả hai tuyển thủ này sau trước khi ngày thi đấu hôm nay diễn ra. Vì vậy thì cũng là 1-9-1-10 đến từ hai xạ thủ được coi là hàng đầu tại đấu trường vọng bên cạnh. Đây của Team Flash, một tình huống ép trụ với sải tay dài đến từ quân bài Yao Su cho YT. Còn Zero đã muốn dí vào vị trí 20%. Rất cơ động, có thể dùng long kiếm để lui được về. 20% lại bắt đầu hơn cấp độ so với Zero rồi. Đây rõ ràng là kinh nghiệm của một người đi rừng quen tay so với một người mới chuyển qua chơi ở vị trí đi rừng. Và con ID ở khu vực đi rừng của 20% cũng là một ID tương đối đặc biệt, khi mà tuyển thủ này không đến mức là cắm đầu cắm cổ vào farm từ đầu đến cuối, cho đến khi nào full đồ rồi mới bắt đầu thể hiện được sự hiệu quả. Trong giai đoạn đầu và giữa game thì cũng có nhiều pha thi đấu mà ID của 20% cũng rất chủ động để có thể băng vào vị trí của đối phương, mặc dù sát thương là không lớn nhưng cũng đem lại những sự đóng góp không nhỏ trong giao tranh. Bây giờ thì ID của 20% đang chặn lính ở khu vực nửa trên của bản đồ để cho Volcat của KT có thể được di chuyển và để cho chính anh ta có thêm một lượng tài nguyên nữa, qua đó thì thu hẹp khoảng cách về mặt lượng tiền. Ở thời điểm hiện tại thì Fast Esports đang sở hữu hai con rồng ác ám và với điểm firsting kill thì họ đang hơn so với Box Gaming, đó là khoảng hơn 1.000 tiền. Đây là một lượng chênh lệch tốt hơn rất nhiều so với ván thi đấu đầu tiên. Fast Esports hiện tại cũng đang cố gắng để có thể dùng cái lượng chênh lệch đó, qua đó có thể có được phần nào lợi thế. Nên nhớ rằng ván đấu đầu tiên thì họ cũng là đội tuyển có được 2 điểm hạ gục trước và cũng là đội tuyển chủ động tấn công, nhưng về sau đã sai ở một vài thời điểm quan trọng, đặc biệt là con tà thần Seiza bị lấy đi một cách vô cùng đáng tiếc. Thứ Quang bất mở cho mình mưa sao băng hơi sớm để đẩy đối phương lui về, nhưng đã tạm thời tôi đã được giải quyết rồi, cho nên tình huống bật chiều cuối vừa qua từ Bắc cũng không đem lại được quá nhiều tác dụng. Ở khu vực tuyến trên thì Chuyên Tây Bắc Xem một lần nữa sang hỏi thăm vào khu vực bùa của bên phía đội tuyển Pháp Esports, nhưng lần này thì đã phải chịu đựng tấn công đến từ hai thành viên phía đối phương. Vẫn còn long kiếm trên của Chuyên Tây Bắc Xem, anh ta vẫn đang hơn một cấp độ so cả Zero nhờ việc có thể hay qua để lâm tặc vào vị trí đi rừng của Zero với quân bài Amelie. Và anh tặc chạy cũng rất nhanh khi bị kiểm lâm phát hiện và đẩy ngược về. Trong khi đó thì cấm trụ vừa được kích hoạt ở phía nửa dưới, Zero cũng đang di chuyển xuống để nỗ lực ganh dành cho những người đồng đội của mình. Ở gần đây thì bên phía Box Gaming còn có KT, nhưng đây là tình huống mà YT đã bị kẹt lại ở trong tình huống ở trong một pha di chuyển mà ba người đồng đội di ra đường giữa thì YT lại bị bắt lại bởi cái keo lửa đến từ vị trí của Opa. Và đó là tình huống mà người chơi trận thủ bên phía Box Gaming cũng đã tạo ra một tiền đề rất lớn để Box Gaming có được lợi thế ở đường rồng. Một tình huống nắm bắt cơ hội rất nhanh chóng, tìm kiếm sơ hở. Đó là một trong số những lần hiếm hoi mà Yao Su rời xa khỏi vòng tay đến từ Bắc và TA, nhưng trong lần hiếm hoi đó thì Box Gaming lại tận dụng tốt được với cú keo lửa từ Opa. Và từ đó họ có được lợi thế ít nhất về mặt đi đường ở thời điểm này, họ hoàn toàn có thể tranh thủ thời cơ để gây áp lực dọn lính trước tại khu vực đi đường và phần nào đó gây được sát thương lên lượng trụ kia. Nhưng mà đó là chưa đủ bởi Pháp Esports đã kịp thời tập trung cả ba người ra khu vực đường dầu mà rồi. Và ở thời điểm này thì lối chơi từ 20% và các đội của mình không khác quá nhiều so với ván đầu tiên. Vẫn là một thế trận ở đoạn đầu trận đấu, Pháp Esports tập trung và Box Gaming tập trung vào thế kiểm soát và để dành sự độc lập dành cho vị trí của 20%. 20% sẽ cướp rừng của Zero khi mà Amelie là một người chơi farm rừng không phải quá tốt và là một người chơi khó ganh được với quân bài đấu sĩ Amelie đầu trận đấu. Anh ta sẽ lên để đánh hỗ trợ cho vị trí KT thắng đường được đường trên. Còn bộ ba của Box Gaming sẽ yên tâm ở khu vực tuyến dưới này. Đây chính là lối chơi mà họ đã dùng để đối đầu với cả Team Flash trong ván đấu cuối cùng, khi mà cũng là hai vị tướng Illumia và Roshi. Hai vị tướng này quá khỏe để bảo vệ được cho Ara và từ đó thì Chelsea không phải xuống ganh đường của vị trí Box Gaming. Anh ta sẽ có khoảng trống và phạm vi rộng hơn để có thể farm quái bên phía đối phương, dọn tơn lính và đánh hỗ trợ cho KT ở tuyến trên.
Đây là cách chia quen thuộc của Box Gaming ở trong ván thi đấu gần đây. 20% đụng độ với Kettori. Và Kettori mất đi tốc biến rồi, tích được trạng thái vi ảnh để có thể thoát về trong gang tấc. Nhưng nếu như cố gắng để có thể phòng ngự tơn lính đang đẩy vào thì Kettori sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Và Zero cần phải có mặt, Zero cũng đã có mặt rất nhanh. Trong khi đó thì Box Gaming tấn công vào vị trí của Buck, Buck thậm chí quay ngược trở lại chơi. Nhưng tính toán của Buck có lẽ là sai mất rồi, khi mà đối phương có bất tử ma thân như vậy. Buck vẫn cố gắng để ở lại và rồi sau đó thì phải lên bảng đếm số rồi. Một tình huống tiếp tục là bắt lẻ. Box Gaming đang khai thác đối phương bằng những tình huống bắt lẻ rất cơ bản mà thôi, nhưng nó đem lại rất nhiều lợi thế. Đường trên này tấn công tay đôi giữa cả 20% và Zero. Lần này thì 20% có cho mình cầu băng xương, nhưng anh ta gặp Kettori rồi, hồi được máu và có thể lướt được về với khả năng cơ động của mình. Nhưng không, Zero kịp thời có mặt với Lê Hoàn Cước và lấy đi mạng của Irie rất nhanh. Và qua đó thì 20% cũng đã phải nằm xuống. 20% đã có một tình huống tưởng rằng là mình sẽ chỉ cần phải đánh cùng với một người của đối phương mà thôi. Khi đó là hai người thì 20% đã không thể chạy được. Và với việc sử dụng cho mình phù hiệu luyện kim chứ không phải là chuyển sinh thì 20% sẽ có một ít giây ở trên bảng đếm số. Trong khi đó thì KT bật lên cho mình bất tử ma thân thêm một lần nữa. Ở trong ván thi đấu này thì vai trò đến từ Volcat ở đường tận thần xây ra của KT đến thời điểm này vẫn chưa quá rõ ràng. Tuy nhiên thì những chủ lực trong đội hình của Box Gaming thì vẫn đang lớn lên tương đối đúng tiến độ. Ở trong ván thi đấu này thì Box Gaming sẽ không hoàn toàn là mạnh hơn quá nhiều so với Fab Esports ở trong giai đoạn late game nữa. Nhưng ít ra thì tôi nghĩ rằng là đội hình của Box Gaming vẫn dễ đánh hơn ở trong giai đoạn late game. Và đó có lẽ là lý do mà họ vẫn đang tiếp tục chơi phòng ngự phản công một cách tương đối chủ động và cố gắng farm nhiều nhất ở vị trí của những người chơi chủ lực trong đội hình của mình. KT đã phải lên bảng đếm số rồi. Zero đang rất quyết đoán ở khu vực nửa trên vào thời điểm này cùng con bà Emily. Kettori cũng đang hỗ trợ tốt. Còn 20% thì sẽ cần phải phòng ngự ở trong tình huống mà anh vừa mất đi người đồng đội ở bên cạnh mình. Ba đều về điểm hạ gục ở thời điểm này và lượng tiền cách biệt 2.000 tiền cho Fab Esports. Fab Esports vẫn đang dẫn tiền và họ chưa mất đi bất cứ mục tiêu lớn nào cả. Trong khi đó thì bên phía của đội tuyển Fab Box Gaming đã mất đi một trụ đường trên và đang thua tiền. Đây sẽ là cái trụ thứ hai Fab Esports có được. Và với việc kiểm soát thế trận tốt dạo đầu trận đấu như thế này thì Fab Esports tuy không thể đẩy nhanh nhịp độ trận đấu lên được bởi một vài những điểm hạ gục mà họ phải nằm xuống khi đối phương khai thác sai lầm. Nhưng đổi ngược lại thì Fab Esports không sai quá nhiều. Khi về bức tranh chung của thế chiến thuật bên phía Fab Esports thì họ vẫn đang kiểm soát được khá tốt. Nhưng lần này sẽ là tình huống mà Buck lại là người bị khai thác rồi. Alan lấy đi cái mạng của Chrissy. Opa có cú kia lửa rất tốt. YT phải tốc biến để bỏ đi. YT đang cố gắng để vùng vây nhưng KT băng vào lấy đi cái mạng YT với khả năng băng trụ tốt từ quân bài. Volcat trong tay KT. KT vẫn đang càn. Anh ta càn được rất lâu. Zero không còn quá nhiều máu nữa. Box Gaming chỉ mất đi một người, đó là KT mà thôi. Một tình huống lựa chọn thời điểm giao tranh là hợp lý đến từ bên phía Box Gaming. Họ đã làm chủ động và họ đã có được thành quả nhiều hơn so với đối phương là rất nhiều. Khi đó là một tình huống 1-3, chỉ mất một mình KT, người đã càn quét vào tuyến sau để cách ly hoàn toàn các thành viên sát thương của bên phía Fab Esports ra khỏi pha giao tranh đó. Và ở tuyến còn lại thì Ara cũng đã free shot từ đầu đến cuối. Chúng ta hãy xem lại pha giao tranh này, nơi mà Buck cũng đã nằm xuống quá nhanh. Còn KT đến cũng rất kịp thời với cái bất tử mã thân và thời điểm xuống ngựa là hợp lý để bắt được xạ thủ chủ lực của bên phía đối phương là YT. Sau đó tiếp tục cò quay, tình huống ở lại có lẽ cũng là hơi lâu đến từ vị trí của KT, nhưng không sao cả. Khi đó cũng đã là quá đủ lợi thế dành cho Box Gaming ở trong một pha giao tranh rồi. Và bây giờ thì họ có được con first Seiza Modern ở thời điểm phút thi đấu thứ 12. Và con dòng tiên phong thì nó đang nằm trên người của 20%, người đã full cấp độ ở vị trí đi rừng vào thời điểm này với Irie. Phải nói rằng là Box Gaming biết cách để khai thác những điểm yếu bên phía đối phương và một lần nữa họ tìm thấy sơ hở. Opa có những cú keo lửa quá tốt, những cú keo lửa đóng vai trò tuyệt vời để bắt lẻ. Box Gaming thay vì tập trung kiểm soát thế đối phương, họ tập trung vào khai thác và bắt lẻ. Và một lần nữa chúng ta thấy được cú keo lửa của Opa giá trị như thế nào. Và YT cũng đã phải lên bảng điểm số theo rồi. Fab Esports mất đi 3 người, còn Kettori và Zero mà thôi. Box Gaming đang tràn lên. Trước đó 1 phút rưỡi thì Box Gaming vẫn đang thua 2.000 tiền so với phía đối phương. Nhưng thời điểm này chỉ sau một tình huống giao tranh mà thôi thì họ sẽ có được cả ván thi đấu này luôn, chứ không phải là chỉ có một vài lợi thế cơ bản. Bởi người lớn nhất quay trở lại là TA thì 14 giây mới quay trở lại cơ. Box Gaming đan càn vào rất mạnh, Kettori quá đơn độc. Liệu sẽ chiến thắng bên phía Box Gaming hay không? Đây có lẽ là đúng rồi khi mà Box Gaming đã kịp thời quét sạch hết các thành viên bên phía đối phương. Và 2-0 cho Box Gaming. Rõ ràng việc kiểm soát được thế trận và có được lượng tiền là một điều không phải lúc nào cũng có lợi cho đội tuyển đấy. Nếu như bạn có được khoảng cách và thế trận tốt nhưng bạn không biết cách để áp đảo đối phương và snowball đối phương thì cuối cùng Box Gaming cũng dễ dàng khai thác được vào một vài những vị trí cơ bản, tổ chức bắt lẻ, và những cú bắt lẻ của họ đã thành công.
Đúng là như vậy, rõ ràng là tập thể Box Gaming đang được tổ chức tốt hơn và họ có sự chuẩn bị kỹ hơn dành cho trận thi đấu này cũng như là giai đoạn đầu của mùa giải. Còn đối với bên phía Pháp Esports thì những sự khó khăn của họ có lẽ đã khiến cho họ đang vô cùng lạc lối vào thời điểm này. Bây giờ thì tỷ số đã là 2-0 rồi và chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ ngơi trong vòng ít phút trước khi quay trở lại với những diễn biến tiếp theo của trận thi đấu BO5 này. We'll be right back.
King, phiên bản thế hại Liên Quân Mobile. Idol nào? Bạn idol gắn tím Sting với vị dầu ngon sảng khoái cho bạn nguồn năng lượng bứt phá. Nam Sting gắn tím đỉnh. Ace Cook. Một khi đã đam mê, thể hiện ngay mới đã. Lẩu Thái tôm đây. Vàng danh lừng lẫy. Nào, sẵn sàng chưa? Ông Modern, ngày mới đã. My life, my color. Các trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên Vuja từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 26 tháng 9. Chỉ cần xem đủ 30 phút chắc chắn sẽ mở ra những phần quà hấp dẫn. Ngoài ra sẽ có 2 quà tặng độc quyền sẽ được phát trên nền tảng Vuja, có cơ hội nhận được trang phục miễn phí. Cách tham gia cực kỳ đơn giản. Lên ứng dụng Vuja bằng điện thoại, chọn mục nhiệm vụ ở góc dưới màn hình, nhiệm vụ giới hạn, chọn sự kiện, xem AOG. Hoặc bạn cũng có thể chọn vào phần cá nhân rồi chọn mục nhiệm vụ để tham gia sự kiện. Đối với các bạn đang sử dụng máy tính, hãy bấm vào hình đại diện của mình ở trên góc phải của màn hình, rồi chọn tài khoản, kéo xuống chọn nhiệm vụ và chọn sự kiện xem AOG. Quà sẽ được gửi về mục thông báo trên Vuja trong vòng 24 giờ. Quá đơn giản phải không nào? Follow ngay kênh Liên Quân Mobile trên Vuja để xem live stream đấu trường danh vọng và nhận quà độc quyền ngay thôi. Vuja stream chất chơi đỉnh. Quay trở lại với những diễn biến mới nhất của trận đấu diễn ra giữa Bock Gaming và Pháp Esports. Tỷ số đang là 2-0 nghiêng về đội tuyển Bock Gaming. Đúng là ở những mùa giải trước, nếu như để gọi tên một đội tuyển rất hay tạo nên đột biến, rất hay tạo nên bất ngờ và rất biết cách lôi kéo sự tò mò khán giả thì đó là Pháp Esports. Trên kênh chat trong quá trình bình luận thì hai bình viên có thể là sẽ không biết, nhưng mà khán giả vẫn cổ vũ Pháp Esports rất là nhiều. Tôi nghĩ là họ đang nhớ về những cái hình ảnh thú vị của Pháp ở trong quá khứ. Bản thân tôi cũng vậy, vẫn có một chút kỳ vọng. Nhưng mà nếu như cứ như thế này thì có lẽ là Pháp sẽ trở thành kho điểm các đội tuyển khác nữa thôi. Không biết là bình luận viên Anh Dũng nghĩ sao, và có phải hơi sớm không để nói rằng là Lotken và Pháp sẽ có một mùa giải tôi nghĩ là hơi thất bại tính đến thời điểm hiện tại. Có lẽ tôi nghĩ rằng có lẽ vẫn là hơi sớm khi mà Pháp Esports sẽ có thêm một giai đoạn chuyển nhượng nữa ở phần nửa sau của mùa giải để phục vụ cho giai đoạn lượt về, và đó có lẽ là thời điểm để họ chiến đấu hết mình để có thể lấy lại được hình ảnh của một Pháp Esports thú vị mà những khán giả đang chờ đợi. Còn ở thời điểm này thì đúng là Bock Gaming, một đội tuyển đang bay cao, đang là một đối thủ hơi quá sức đối với thầy trò huấn luyện viên Lotken, và chúng ta cũng thấy được sự áp đảo về mặt thế trận đến từ Bock Gaming ở trong hai ván thi đấu đã qua đều là những ván đấu mà Bock Gaming lựa chọn những đội hình có giai đoạn đánh mạnh nhất là ở trong giai đoạn sau, và trong giai đoạn đầu thì chúng ta thấy rằng là Pháp Esports không thể đủ sức mạnh để tạo ra sự đàn áp và khiến cho kế hoạch của Bock Gaming bị phá sản được. Vâng, cái ván đấu vừa rồi thì không phải là một ván đấu nhẹ nhàng nữa đối với Bock nữa, mà rõ ràng là họ đã biết tận dụng những sai lầm của đối phương để tạo tình thế cho mình, và họ cũng đang cho thấy họ đang ở kèo trên hoàn toàn so với Pháp trong trận đấu này. Và với ván đấu vừa qua thì MVP gọi tên Ara với những chỉ số đó là 11.3, KDA là 5.14, tỷ lệ phần trăm tham gia giao tranh là 81.8% với con bài Thon trong tay của mình. Thực ra thì có một thông tin tôi nghĩ là cũng khá bất ngờ, đó là đây là danh hiệu MVP đầu tiên của người chơi xạ thủ bên phía Bock Gaming trong mùa giải này. Theo Huy Popper thì tại sao Bock cũng đã có khá nhiều chiến thắng mà một thành viên chủ lực như Ara lại có danh hiệu MVP lần này là lần đầu tiên? Thì
như mình cũng đã chia sẻ từ trước khi mà trận đấu này diễn ra rồi, theo như lời của một số tuyển thủ mà mình có tìm hiểu được thì đây là một meta của những vị tướng dừng gánh rất là khỏe. Thì có thể là trong giai đoạn đầu trận đấu là khoảng thời điểm mà dừng gánh thì những vị tướng xạ thủ như là Ara chưa có tiếng nói quá lớn. Và chúng ta cũng thấy rồi, không phải chỉ riêng Ara đâu mà cả Daim hay là YT nữa, đây họ cũng không có tiếng nói thực sự mãnh liệt hay là tỏa sáng dữ dội như ở những mùa giải trước nữa, mà chúng ta thấy dấu ấn đến từ những người chơi đường giữa tỏa sáng hay những đấu sĩ hay những vị trí đi rừng sát thủ ăn thịt mới là những người có được nhiều điểm hạ gục và được nhiều MVP tại mùa giải lần này. Vì vậy mình nghĩ rằng là thời điểm chưa tới thôi, tại vì phần lớn các thời điểm, cái thời điểm đầu trận đấu và điểm giữa trận đấu là thời điểm mà những vị tướng đi rừng vẫn còn quá khỏe và lúc đấy thì những xạ thủ chưa có thể tỏa sáng được. Vâng, dù sao thì cũng chúc mừng Ara với danh hiệu MVP đầu tiên từ đầu mùa giải đến giờ và hy vọng rằng là người chơi xạ thủ này vẫn sẽ tiếp tục đóng góp cho Bóc Gaming những chiến thắng tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng hướng tới ván đấu thứ 3, ván đấu được coi là quyết định để xem là ngày hôm nay thì dự đoán của anh Dũng một chiến thắng hủy diệt 3-0 dành cho Bóc có xảy ra không. Pháp Esports họ lựa chọn ở bên phía đội đỏ trong ván đấu này. Hy vọng rằng sẽ không phải là một kèo 3-0, bởi vì nếu như vậy thì chắc chắn là 20% và những người đồng đội của mình sẽ rất bay và còn bay hơn nữa khi mà đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp mà họ giành được trong vòng 3, vòng 4 và vòng 5. Ok, vậy thì không để cho các bạn khán giả chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời trong ván đấu số 3, kèo đối đầu giữa Pháp Esports và Bóc Gaming. Vâng, và chúng ta cùng nhau đến với ván thi đấu quan trọng, rất quan trọng với cả hai đội tuyển. Ván thi đấu giữa Pháp Esports và Box Gaming trong khuôn khổ vòng 5 của đấu chơi vào mùa đông 2021. Và hiện tại thì có lẽ chỉ cần một ván đấu nữa thôi thì Ara và các đồng đội sẽ có được thêm 3 điểm nữa. Qua đó thì họ sẽ có một bước nhảy ngoạn mục ở trong bảng xếp hạng top 4 này trước khi mà trận đấu giữa Flash và VGaming diễn ra. Và họ sẽ có cơ hội làm được điều đó ngay ván thi đấu thứ 3 của trận đấu VO5 này. Box Gaming sẽ ở bên phía đội xanh và họ sẽ là những người cầm trước chọn trước. Vẫn là con bài Florentino quen thuộc. Mặc dù tỷ lệ thắng của Florentino không phải là quá cao ở tất cả các meta, nhưng ở meta nào thì chúng ta cũng thấy vị đấu sĩ này thuộc top những vị tướng bị cấm đi rất nhiều, dù đã có rất nhiều những sự tinh chỉnh về mặt sức mạnh để cho Florentino cân bằng nhất có thể. Nhưng vẫn là một con bài mà các đội tuyển rất ái ngại mỗi khi phải đối đầu. Trong khi đó thì Fabi Sport cũng cấm đi vị tướng đấu sĩ hot bậc nhất meta, đó là Lữ Bố, con bài mà Zero cũng đã không thể đem về chiến thắng dành cho tập thể của Fabi Sport. Và tiếp theo đó sẽ là Richter. Đây sẽ là ván đấu mà Box Gaming cấm đi cho mình Omen và họ sẽ có được 2 AT dành cho Ara ở trong ván thi đấu thứ 3 này. Tachi, một trong số những sự lựa chọn chắc là cuối cùng đến TA rồi. Có lẽ bây giờ họ sẽ bung hết tất cả những gì mình có ra thôi. Vẫn là Pháp Esports giành giật những điểm số để có thể nỗ lực ít nhất là không thua trắng trong ngày thi đấu hôm nay là mục tiêu của họ. Và để có thể có được cho mình một kết quả như vậy thì đòi hỏi rằng họ phải bung hết tất cả những phẩm chất tốt nhất của mình trong ván thi đấu này rồi. Trong hai ván thi đấu đã qua thì chúng ta cũng đã nhìn thấy dấu ấn đến từ vị trí của người chơi giữa Pháp Esports là không lớn. Bug liên tục bị khai thác. Và đấu thứ nhất anh ta thi đấu không quá nổi bật với Lorion. Sang đến ván thi đấu thứ hai thì anh ta chính là quân bài, chính là người bị khai thác ở khu vực tuyến giữa trong tình huống giao tranh mà tôi nghĩ rằng là quan trọng nhất trong cả ván thi đấu vừa qua. Và bên phía của Pháp Esports sẽ có được cho mình hai sự lựa chọn ở cánh dưới, đó là vị trí của Joker và Tachi. Còn Box Gaming thì Ara lại một lần nữa cầm cho mình quân bài Hayate để chốt hạ đối phương hay chăng. Box Gaming đang muốn pick tướng full lực cho ván thi đấu này với hai sự lựa chọn tiền vô cùng chất lượng và nằm trong meta, đó là Tule và Hayate. Đó cũng sẽ là một sự lựa chọn hợp lý nếu như Tulen được khóa vào khi mà Box Gaming đưa ra Hayate trước. Thì Fabi Sport muốn counter với một bộ đôi rất khỏe ở vị trí đường rồng, đó là Joker cùng với Tachi. Và Zephyr này rất có thể sẽ là Zephyr dành cho Oppa ở vị trí trợ thủ, khi mà ngày hôm qua thì Oppa cũng đã đem đến bất ngờ này một lần rồi. Và nó thậm chí còn đã khiến cho một đội tuyển mạnh như Team Flash phải sụp đổ. Thì không có lý do gì để Oppa không tiếp diễn sự lựa chọn này. Và đây cũng sẽ là một con bài có thể khiến cho Fabi Sport xoắn não, khi mà Zephyr cũng là tương đối đa dụng để có thể sử dụng được ở nhiều vị trí khác nhau, khi ngày hôm qua Oppa đã từng sử dụng Zephyr thành công ở vị trí trợ thủ rồi. Với Tulen thì bên phía Box Gaming sẽ có được một nguồn sát thương phép thuật để tấn công vào vị trí của Joker, để khiến cho con bài này không thể ngăn cản lượng sát thương đến từ Box Gaming được. Còn đối với một con bài cứng cáp như là Zephyr thì Box Gaming sẽ có một công cụ để có thể ôm sát thương đến từ những con bài mang tính cấu rỉa như là vị trí của Liliana
và Joker ở phía bên kia, và qua đó thì tạo ra không gian và thời gian để cho Hayate với chất tướng Hayate sở trường của mình có thể cất lên tiếng nói và đem về chiến thắng dành cho Box Gaming. Ở trong số 3 vị tướng mà họ vừa lựa chọn xong, bên cạnh là những vị tướng nằm trong meta, nhưng chúng ta đang thấy sự xuất hiện đến từ vị tướng Zephyr. Cả 3 vị tướng này đều nằm trong cùng một bài đánh mà Box Gaming đã lựa chọn trong ngày thi đấu hôm qua với Team Flash. Và với sự lựa chọn như thế này thì nhiều khả năng Opa có thể sẽ vẫn cầm cho mình Zephyr cấm trụ ở vị trí hỗ trợ. Ngày hôm qua thì với 3 quân bài này thì bên phía Box Gaming còn lựa chọn thêm cả vị trí của Zata đứng giữa trong tay của Akashi nữa. Và trong ngày thi đấu hôm nay chúng ta cũng đã chưa thấy Zata được cấm đi cũng như được lựa chọn. Akashi có muốn lấy quân bài này hay không? Ở vị trí này hay không? Đúng là bên phía của đội tuyển Box Gaming là một đội tuyển đánh có bài bản, có những bài đánh và có những sự tập luyện kỹ càng. Và ngày hôm nay với việc lần thứ 2 họ lựa chọn vào quân bài Zephyr thì điều đó có một cái chứng minh rất là rõ ràng là họ đã chuẩn bị cho bài đánh này rất lâu rồi. Box Gaming hướng tới khu vực cánh trên với một vị tướng hoàn toàn có thể đi hỗ trợ được. Với Wonderman cũng là như vậy. Sẽ là một sự lựa chọn vô cùng hách não đến bên phía của đội tuyển Box Gaming khi chúng ta đang chứng kiến sự hiện diện của 3 vị tướng đấu sĩ. Hơi khó để lắc ghép được. Và ván thi đấu này họ sẽ chuyển bài hay chăng? Liệu sẽ là Aeron dành cho 20% hay 20% sẽ vẫn chơi của bài Tule đi rừng? Có rất nhiều những phương án được đưa ra đến từ Box Gaming. Chỉ có duy nhất sự lựa chọn đến từ Opa hiện tại đã được khống chế cứng lại, đó là quân bài Wonderman mà thôi. Còn ở slot của Ara thì đã có rất nhiều những quân bài được nhá hàng ra rồi. Đúng là một sự lựa chọn khiến cho đối thủ chưa thể đoán ra được ý đồ ngay của bên phía Box Gaming, khi mà họ vẫn có thể để cho Tulane đi rừng được và Wonder Woman sẽ được nằm trong tay của Akashi ở vị trí đường giữa, hoặc ngược lại thì để cho Tulane nằm trong tay của Akashi ở đường giữa và đem một con bài khác vào vị trí đi rừng như là Zephyr hoặc là Wonder Woman. Bây giờ thì Fabi Sports sau Ryoma thì họ cũng sẽ cần phải đưa ra thêm một sự lựa chọn cuối cùng, và họ đang hướng đến Veres cho một con bài đấu sĩ nữa và cũng có khả năng hoán đổi vị trí cùng với Ryoma. Box Gaming đang có những vị tướng khá tốt để có thể ôm sát thương ở trong ván thi đấu này, nhưng Fabi Sports lại muốn lựa chọn thêm một con bài mang thiên hướng đánh mạnh ở trong giai đoạn giữa game nữa, đó sẽ là Elandor, một đội hình có 2 xạ thủ, nhưng 2 xạ thủ của bên phía Fabi Sports lại không thực sự quá mạnh mẽ ở trong giai đoạn cuối cùng. Và với những sự thay đổi của bên phía Box Gaming thì đúng là Zephyr sẽ tiếp tục được nằm trong tay Opa ở vị trí đi đường trợ thủ thêm một lần nữa, và Akashi đi đường giữa như đã dự đoán. Còn Tara sẽ là con bài mà KT sử dụng ở vị trí đường tạt thần xe ra để đối đầu với Ryoma. Với sự lựa chọn này thì KT cũng sẽ có một kèo đánh có lẽ là tương đối ổn ở trong giai đoạn sau, khi mà sát thương của Ryoma được dồn vào là rất lớn, nhưng chúng ta đều biết rằng là Tara cứng và có khả năng hồi phục là mạnh mẽ. Và chúng ta đã hoàn thành đội hình đến từ cả hai đội tuyển rồi. Fab Esports quyết định bung bài trong ván thi đấu định mệnh của họ. Ryoma đường trên dành cho Kettori, vị trí hỗ trợ đó là Tachi. Vẫn dành cho TA. Cánh rừng đó sẽ là quân bài này. Zero đi rừng à? Hay YT đi rừng à anh Dũng? YT tôi nghĩ rằng là YT sẽ là người đảm nhiệm vị trí đi rừng cùng Elandor ở trong ván thi đấu này rồi. Một sự thay đổi đến từ bên phía của Fab Esports nhằm đem đến những hiệu ứng tích cực hơn sau khi mà họ không có được sự phục vụ của một người chuyên đi rừng và Zero đảo qua vị trí này và chưa thể đem đến được những độ hiệu quả như mong đợi của các thành viên bên phía Fab Esports, thì họ đang muốn tạo ra một sự khác biệt đi. Khá bất ngờ với những gì bên phía của đội tuyển Fab Esports hướng tới. YT đi rừng với Elandor khi mà Zero đã không có được một màn thể hiện tốt ở vị trí này. Và liệu sự chấp vá này sẽ đem tới một nụ cười cho Fab Esports trong ván thi đấu này, hay là kết thúc trận thi đấu này sớm hơn đến từ Fox Gaming đây? Đây sẽ là lần đầu tiên mà chúng ta thấy YT rời khỏi vị trí đường rồng để tới một vị trí mới toanh với chính anh ta ở một trận đấu chuyên nghiệp, đó là vị trí đi rừng. Sẽ là một dấu hỏi rất lớn và cũng là một ván thi đấu đầy thú vị khi Fab Esports cũng không có gì để mất nữa rồi. Và vừa qua chúng ta cũng đã nhìn thấy một chuỗi phi tiêu rất nhiều sát thương đến từ Box Gaming. Box Gaming đang có được một kèo đi đường như mong muốn khi họ đẩy được Hayate của Ara lên cánh trên để đối đầu với cánh đấu sĩ của đối phương, đó là Kettori. Thông thường thì nếu như là kèo đánh 1-1 thì có lẽ là Ryoma của Kettori cũng sẽ không gặp vất vả lớn đến như vậy khi đối đầu với Hayate ở trong giai đoạn đầu.
Nhưng Box Gaming cử tới 3 người xung quanh đây, trong đó có thêm hai đấu sĩ là Wonder Woman của Akashi và Zephyr của Opa nữa, nên Katori cũng không thể quá hàm hồ. Đây là tình huống mà YT muốn kết hợp với những người đồng đội của mình để tấn công đối thủ. Vòng rừng của YT đã hết và chúng ta thấy rằng là cấp độ của YT chưa phải là con số 4. Đúng là như vậy. Hiện tại thì bên phía của đội tuyển Fab Esports cũng đang khởi động một cách tương đối là cẩn thận. Họ lựa chọn một lối chơi với Elandor, vì vậy họ sẽ không phải đánh vội như những gì mà họ đã làm ở trong những ván thi đấu trước đó nữa. Một tình huống giao tranh khu vực đường giữa này, Akashi có cho mình ra tay thần kỳ, anh ta tốc biến để bỏ đi. Một pha thi đấu mà anh ta phải miễn cưỡng dùng chiêu cuối của mình khi mà đối phương tập hợp người nhanh hơn. Và cũng may thay rằng ở thời điểm đó thì Akashi đã có cấp độ 4 và anh ta cũng đã có ra tay thần kỳ, nên anh ta có thể lui được thành công. Và con rơi thủ vệ như thường lệ nó vẫn thuộc về cho Fab Esports. Những bước di chuyển đầu tiên thì Pháp vẫn làm khá tốt, vẫn làm khá ổn, vẫn điều tiết lượng tiền tốt. Nhưng những gì mà họ làm được chỉ dừng lại do đầu trận đó mà thôi. Nên nhớ rằng ở ván thi đấu trước họ không hề thua tiền so Box Gaming, nhưng họ bị khai thác ở một vài tình huống sơ hở. Lần này thì Pháp Esports muốn qua cướp bộ đỏ bên phía đối phương. Và giao tranh nổ ra, đã có firsting kill dành cho vị trí của Box rồi. Họ không cướp được bộ đỏ nhưng họ cướp được người đi rừng của bên phía Box Gaming là 20%. Akashi là người có được bùa đỏ dưới chân, Buck có bùa xanh. Và đây là một ván đấu mà một lần nữa thì Fab Esports lại vươn lên về điểm firsting kill. Cả hai ván thi đấu trước đó thì họ đều là những người có được điều này. Bởi đơn giản là trong cả ba ván đấu thì Fab Esports luôn luôn lựa chọn những đội hình mà ở trong giai đoạn đầu chúng ta thấy họ có lợi thế hơn và có quyền chơi chủ động. Nhưng trong sự chủ động của Fab Esports thì rõ ràng là bên phía Box Gaming vẫn chưa gặp quá nhiều khó khăn. Họ vẫn có thể đánh phòng ngự phản công theo đúng ý đồ của mình với những chất tướng mạnh hơn ở trong giai đoạn sau. Và trong ván thi đấu này thì ARA lại một lần nữa có được một kèo đi đường sẽ là tương đối thuận lợi. Và Fab Esports đang cần phải đổi cánh để cho Zero có mặt ở khu vực đường trên này để đè đường vào vị trí của Hayat bên phía đối phương. DA cũng xuất hiện với con bài Tachi của mình rồi, và khi Buck có mặt ở đây thì có lẽ nào sẽ là một tình huống băng trụ không. Cấm trụ đang sẵn sàng và tơ lính thì đang đẩy vào ngược lại ở khu vực đường dưới. Thì kết hợp cùng với Akashi để tấn công vào vị trí của Katori. Thêm 20% đến nữa, nhưng rất tiếc là Akashi cũng đã phải nằm lại từ trước đó, và qua đó sẽ chỉ là một đổi một. Trong khi đó ở nửa trên thì Box Gaming Opa đang cực kỳ thấp máu. TA đang dí lên và đó là đường sông đến từ Zero. 3-1 dành cho Fab Esports khi mà ở cả hai đường thì có thể nói họ đều có lợi hơn so với Box Gaming ở trong những tình huống vừa rồi. Đúng là như vậy, nhưng pha đùa sốc rất chính xác đến từ Zero. Nó không phải là một pha đùa sốc mà nó là hai tình huống đùa sốc thành công, đóng vai trò quan trọng trong việc có điểm hạ gục đến từ Zero rồi. Ở cạnh dưới thì ít nhất bên phía Box Gaming cũng có được điểm hạ gục. Cả hai bên đều chỉ dừng lại những pha băng trụ hạ gục đối phương mà thôi. Nhưng thiên điểm mạnh về điểm hạ gục đang nghiêng về cho Fab Esports. Và như thường lệ họ vẫn đang có một thế trận cực kỳ áp đảo dọa đầu trận đấu. Đây sẽ còn giờ thủ vệ thứ hai cho Fab Esports trong ván thi đấu này. Chưa có một bước chuyển mình nào quá lớn cả, nhưng trong những tình huống giao tranh vừa qua thì có vẻ như Fab Esports đã tập hợp người tốt hơn. Ở trong ván thi đấu này thì họ được chơi những chất tướng thuận tay hơn, những chất tướng chủ động hơn. Đó có bài Liliana dành cho vị trí của Buck, đó là chất tướng chủ động tấn công đến từ con bài Tachi trong tay TA. Và đó là những phát bắn đùa sốc ở thời điểm này vẫn là khá tốt đến từ vị trí của Zero nữa. Sự chuyển mình này có vẻ như đang đem thấy một vài những điều tích cực dành cho Fab Esports ở trong những giây phút đầu tiên. Zero quay trở lại một vị trí đường đơn và cũng đang chơi khá tốt với Joker. Sau một quãng đầu tiên bị sắp xếp vị trí đi đường cùng với Tara thì anh ấy cũng đã cố gắng để có thể bám đuổi được ARA. Và vừa rồi thì đem lại một tình huống tấn công ít nhiều cũng có hiệu quả dành cho bên phía Fab Esports. Nhưng ngay sau đó thì ARA cũng đã rất nhanh để có thể quay ngược trở lại một cánh đối diện với Joker ở phía bên kia rồi. Giai đoạn đầu này thì có lẽ là Box Gaming sẽ chăm chút cho vị trí đi đường của ARA để Hayat của ARA có được một lượng tiền là tốt nhất có thể. Và ở trong giai đoạn sau thì với cánh đẩy lẻ mà Hayat có thể tạo ra áp lực thì đó sẽ là một bài toán khó đối với các vị trí của bên phía đội hình Fab Esports. Nhưng nói gì thì nói thì sau 3 ván thi đấu thì có lẽ là những bước chủ động ở trong ván thi đấu thứ 3 này của Fab Esports đang đem lại thành quả nhiều nhất nếu như so với hai màn trình diễn của hai ván thi đấu đầu tiên, nơi mà họ đã để cho Box Gaming có được những thắng lợi không quá khó khăn. Đúng là như vậy, ở thời điểm này thì hiện tại Fab Esports vẫn đang có một thế trận tốt về mặt chất tướng, di chuyển tốt, kiểm soát thế trận đầu trận tốt, những tình huống giao tranh đáng chú ý ở những pha băng trụ đường trên. Nhưng còn lại thì Box Gaming cũng đã kịp thời gỡ ra được một điểm tại tuyến đường rồng rồi. Vì vậy 4 phút thi đầu tiên cũng chưa thể định hình được đội tuyển nào sẽ có được lợi thế. Mà tuy nhiên thì chúng ta cũng đã thấy được rồi, Zero đã có những bước di chuyển đầu tiên, những cách xử lý con bài Joker này nó tự tin hơn. Còn có lẽ trong giữa trận đấu thì chúng ta được thấy cách YT chơi con bài Elandor như thế nào.
Và có lẽ đó là điều mà tất cả chúng ta đều đang muốn. Muốn thấy được một YT đi rừng sẽ ổn như thế nào. Nhưng ở thời điểm đầu trận đấu như thế này thì vẫn chưa phải thời điểm đến từ vị trí của Elanor trong tay của YT. Và có lẽ rằng là chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm, phải chờ đợi thêm để xem rằng là việc thay đổi vị trí như thế này có đem lại được sự khởi sắc hơn dành cho bên phía của đội tuyển Pháp hay không. Đúng là chúng ta sẽ cần phải chờ đợi, nhưng ít nhất là Pháp Esports cũng đang bắt đầu đưa ra những phương án để cố gắng xoay rồi. Bởi vì rõ ràng là khi bị kẹt lại ở trong một vũng bùn lầy như vậy thì nó là một điều thực sự khó khăn đối với bất kỳ một cá nhân hay một tập thể nào. Còn đối với Pháp Esports thì họ vẫn đang cố gắng để có thể vùng vẫy và thoát ra, mặc dù nó khó nhưng ít ra là họ đã có những động thái của riêng mình. Họ không từ bỏ, họ không bỏ cuộc trước một hoàn cảnh tương đối bất lợi. Và đó cũng là một điểm đáng khen đến từ tập thể của Pháp Esports rồi. Dù cho kết quả của ván thi đấu có như thế nào đi chăng nữa, ít nhất là họ cũng nhìn thấy những sự bất ổn của đội tuyển của mình và cố gắng để điều chỉnh lại nó. Đương nhiên là nhân lực có cho phép họ điều chỉnh một cách có lợi và điều chỉnh một cách thành công hay không thì nó còn là một câu chuyện dài ở phía trước. Còn ở thời điểm hiện tại thì có lẽ là Pháp Esports tạm thời vẫn có thể hài lòng với một vài những điểm mà họ đang nhỉnh hơn so với đối thủ của mình ở game thi đấu thứ 3 này. Những sự khởi sắc đầu tiên, đúng là Pháp Esports đã không từ bỏ. Đó là một động thái tốt, đó là một sự nỗ lực và cố gắng đáng ghi nhận từ Pháp Esports khi mà họ đã không bỏ cuộc. Và chúng ta mới chỉ bước đến vòng thi đấu thứ 5 mà thôi, có nghĩa là còn đến 2 vòng thi đấu nữa thì lượt đi mới chính thức khép lại. Và từ giờ đến lúc đó thì họ hoàn toàn phải gia tăng hay thậm chí là giành giật những điểm số. Chứ nếu liên tục phải trải qua những trận thua trắng thì họ sẽ rất là khó để có thể sửa được ở giai đoạn về sau. Lúc đấy thì áp lực về việc phải giành giật những điểm số áp đảo ở trong giai đoạn lượt về đến từ Pháp Esports sẽ là khó khăn cho cả về mặt tâm lý thi đấu đến từ các thành viên của đội tuyển này. Và vì vậy thì việc để có được 1 điểm hay 2 điểm thì cũng là những nỗ lực rất lớn rồi. Và rõ ràng rồi, khi bạn có được 2 điểm thì bạn cũng sẽ tham vọng thôi, cũng giống như bóc ngày hôm qua thôi, sẽ mơ đến ván thắng thứ 3. Mà trước tiên họ phải đếm được từng ván một đã. Và ở thời điểm này thì đầu trận ít ra họ cũng đã cho thấy rằng là mình cũng sẵn sàng để thay đổi. Và từ bây giờ đến lượt đi, họ phải cố gắng để hạn chế những cái rủi ro và những cái thiệt hại về điểm số đã. Thì đến giai đoạn lượt về họ có sự bổ sung hay là sự cải thiện nào hay không thì lúc đó nó mới có động lực để đánh tiếp. Chứ nếu như thua quá sâu ở giai đoạn đi thì lúc là lượt về sẽ muốn sửa cũng khó đến từ bên phía của đội tuyển Pháp Esports. Còn với Box Gaming thì họ lại đang có được những tháng ngày tươi đẹp cùng sự quay trở lại của 20%. Sự xuất hiện của 20% đã khiến cho Box Gaming mạnh lên trông thấy ở giai đoạn lượt về của giải đấu mùa xuân năm 2021 này. Và sự xuất hiện của 20% ở mùa đông năm nay sẽ còn là sớm hơn. Và qua đó thì Box Gaming cũng đang vươn lên trở thành một ứng cử viên tranh chấp những vị trí hàng đầu ở trong mùa giải đầu tiên mà đấu trường danh vọng của chúng ta cũng sẽ áp dụng thể thức nhánh thắng nhánh thua ở vòng playoff năm nay. Và đó là thời điểm mà có lẽ là các đội tuyển cũng sẽ được kỳ vọng rất nhiều để cống hiến những trận thi đấu hấp dẫn. Và khi mà họ cũng đã thắng Team Flash rồi, cùng với đó là sự tụt lại của Sài Gòn Phantom, Vgaming đang lên, nhưng dù sao thì Vgaming cũng cần thêm thời gian để chứng tỏ đẳng cấp của mình. Thì khi đó cảm giác như là Box Gaming lại đang phần nào đó sở hữu cơ hội của mình ở mùa giải năm nay. Và may mắn quá chúng ta đã quay trở lại được với cả ván thi đấu này rồi. Khi mà bên phía của đội tuyển Box Gaming đã bắt đầu có những hướng di chuyển của mình, cùng với đó là một cú không kích đến từ Opa nữa. Nhưng Pháp Esports tập trung người rất nhanh với đủ cả 5 thành viên. Opa còn khá khỏe nội tại bên bỉ của mình nhưng ta bị giữ chân lại bởi 4 thành viên của Pháp Esports và anh ta lên bản điểm số rồi. Một lần nữa Box Gaming đến sau, Zero làm tiêu bị tấn công, Akashi lấy đi cái mạng của Zero được không? Điểm bàn gục cuối cùng về 20%, Ara băng vào bắc phi tiêu của mình, vẫn còn có băng sơ trên cầu của Bắc và nhanh chóng lật lại những tình huống giao tranh từ bên phía Pháp Esports rồi. Họ lật kèo giao tranh rất nhanh và qua đó thì thiệt hại về người thuộc về Box Gaming nhiều hơn. Đó là một tình huống mà YT đã lên tiếng với con bài Elandor của mình. Khi mà mở đầu là bộ đôi Ara cùng với Opa đã bị kẹt lại ở bờ sông trong một thế hơi khó, họ cũng đã cố gắng chạy về. Nhưng dường như là hai thành viên tới tiếp theo của bên phía Box Gaming kêu họ quay trở lại đánh. Và khi họ quay trở lại đánh thì đó là một thế đánh tương đối nhỡ nhàng. Và xét về mặt chất tướng thì Fire Sport vẫn còn đang mạnh hơn so với Box Gaming phần nào đó ở trong giai đoạn đầu này. Và qua đó thì YT cùng với những người đồng đội của mình đã chiếm được tiện nghi, trong đó có một cú double kill dành cho Elandor của YT. Qua đó thì YT cũng đã có được 3 điểm hạ gục ở trong ván thi đấu này rồi, một Elandor tương đối xanh. Nó sẽ có thể
là một con Elando đầy sức ép về phía phần rừng của Box Gaming ở trong giai đoạn tới. Đó là một tình huống mà tôi thấy rằng đã có không kích đến từ Opa. Anh ta chủ động dùng một nhịp không kích của mình để đánh vào đối phương, trong khi không biết rằng Five Esports đã tập trung rất đông người xuống khu vực tuyến dưới rồi. Và việc sử dụng cho mình không kích đó đã khiến cho Box Gaming bị rơi vào thế khá kìm kẹp. Cuối cùng thì bộ đôi đường giữ Box Gaming bị hủy diệt trong vòng vây các thành viên của Five Esports. Một tình huống cũng hơi thiếu bình tĩnh đến từ vị trí của Opa, và cũng thiếu đi sự cẩn trọng đến từ cặp đôi đường dưới của bên phía Box Gaming. Pháp Esports có lẽ cũng đã bắt đầu hiểu ra được lối chiến thuật bên phía Box Gaming rồi, và họ cũng sẽ dành rất nhiều sự quan tâm xuống khu vực cánh rồng. Đường trên này Opa và KT đã có mặt, nhưng sự ép từ Pháp Esports vẫn đang là rất lớn ở thời điểm này. Chưa đủ sức để lấy đi cái mạng của đối phương và chưa có được cái trụ này, nhưng ở tuyến dưới này thì Chetemersen và Ara liên tục đục sâu vào tuyến dưới và lấy đi cái mạng Kettori. Kettori đảo đường ở khu vực đường dưới này cũng không ăn thua. Và khi mà hạ gục Kettori rồi thì khoảng trống dành cho Ara cũng như Chetemersen là có, và không khó để bộ đôi này có thể có được thêm một cái trụ nữa. Chấp nhận đánh ở một thế thả rông dành cho IAT của bên phía đối phương là một quyết định có lẽ là chưa hợp lý đối với Fabi Sport. Khi mà ở cánh của Kettori thì Kettori vừa thiếu kinh nghiệm, và chất tướng Ryoma không phải là một chất tướng mạnh ở trong phòng ngự, nhất là khi phải đối đầu với IAT và cả Tulen, những vị tướng có khả năng đánh vào một vị tướng cấp máu như Kettori là rất tốt. Trong khi đó thì Buck lại một lần nữa phải lên bảng đếm số rồi. Buck vẫn đang là một vị trí tương đối yếu của Fabi Sport ở mùa giải này ở khu vực đường giữa, trong khi đó ở nửa trên khả năng phòng ngự đến từ KT cùng với đó là sự kết hợp của Opa là quá cứng cỏi và quá dẻo dai. Lại một thành viên nữa của Fabi Sport phải lên bảng đếm số, đội hình của họ đang rất thiếu sự kết nối, và Box Gaming bất ngờ lấy được rất nhiều lợi thế ở trong giai đoạn bắt đầu giữa game như thế này. Nhanh chóng đẩy cao nhịp độ lên sau khi mà cánh của Kettori bị lủng rất nhanh. Opa một lần nữa lại đâm sâu quá rồi và anh ta không thoát ra được. Lần thứ hai mà Opa lạc lại với sự chủ quan của mình về khả năng chống chịu, và Pháp Esports đã kịp thời lấy đi cái mạng của Zephyr rồi. Nhưng ở tuyến còn lại thì quân bài Tulen hiện tại đang là tương đối khó hóa giải ở thời điểm này đến từ vị trí của 20%. Một ván thi đấu mà 20% đang liên tục chuyển hướng, thay vì ganh ở vị trí của KT nhiều thì anh ta tập trung xuống ganh thẳng vào cánh của Ara để làm cho Ara khỏe lên. Hướng di chuyển của 20% trong những ván thi đấu đã qua vô cùng khó đoán, và ván thi đấu này cũng là như vậy. Đường trên thì khả năng tử thủ đến Tara là đủ tốt, và thay vì là Chetemersen lên ganh đường trên như mọi khi thì anh ta thì người lên ganh hỗ trợ cho KT nhiều lại là quân bài Zephyr trong tay của Opa. Và ở cánh dưới thì với sải tay của mình cộng với sát thương lớn thì không khó để bộ đôi Ara và Chetemersen có thể đục được cái cánh của Ryoma, và Kettori đang thực sự luẩn quẩn trong một cái lối chơi mà áp lực đến từ các chủ lực của Box Gaming là quá lớn. Những lợi thế mà Fabi Sport có được cho thấy rằng là về mặt kỹ năng thì họ vẫn đang là rất ổn. Tuy nhiên thì về cách đánh thì đội hình của họ xáo trộn, và quả thực nó đã gây nên sự lúng túng không hề nhẹ dành cho các thành viên trong đội hình của Fabi Sport. Và chúng ta hãy nhìn một pha giao tranh mà các thành viên bên phía Box Gaming đánh là liền mạch, còn độ rời rạc của Fabi Sport thì nó vẫn đang là một vấn đề quá lớn, một khó khăn quá lớn mà họ cần phải giải quyết ở trong mùa giải này. Đúng là như vậy, Box Gaming ván thi đấu này có vẻ như lại đang có được sự thông thả rồi. Chỉ với hai tình huống giao tranh thành công, họ đánh thẳng vào cánh của Ryoma. Và đây sẽ còn tạt thần Seiza đầu tiên dành cho Box trong ván thi đấu này. Một vài những điểm sáng nho nhỏ của Pháp Esports nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức điểm sáng mà thôi. Những cơ hội đó không thể chuyển hóa thành bàn thắng được. Chỉ là một vài những điểm hạ gục vẫn là lối kịch bản quá quen thuộc cho những ván thi đấu trước đó đến từ Pháp Esports rồi. Đến giữa trận đấu lại rơi vào thế bế tắc, và sự luống cuống ở những vị trí không phải là thuận tay quá khiến cho Pháp Esports cực kỳ khó chơi. Nhưng ít ra YT thời điểm này cũng đang là điểm sáng lớn nhất với Pháp Esports, cũng là nhân tố đáng hy vọng nhất khi anh ta đang có KD là 4-0-1 và đang là người thi đấu tốt nhất bên phía Pháp Esports. Đó có lẽ sẽ là nòng cốt chính của bên phía đội tuyển này. Lượng tiền của anh ta cũng đang là nhiều nhất bên phía Pháp Esports, nhưng lại thua so với lượng tiền đến từ người chơi đi rừng bên phía của đội tuyển Box Gaming, đó là 20%. Akashi cực kỳ áp lực một tình huống kết hợp chiêu cuối với tốc biến của Wonder Woman, và đó là điểm hạ gục thứ 3 liên tiếp của Akashi. Đây sẽ là điểm hạ gục thứ 9 thuộc về Box Gaming khi mà 20% đã hạ gục TA rồi. Và trong khi con rồng tiên phong vẫn còn đang đẩy về cái trục cuối cùng ở nửa trên thì 20% tiếp tục tấn công vào vị trí của Kettori. Còn Zero đi ở vị trí nào thì Zero cũng đang gặp quá nhiều những sự khó khăn. Đây là những sự counter vào vị trí của Joker và những con bài đấu sĩ quá cứng của Box Gaming đã làm tốt. Tiếp tục là pha thi đấu bay bổng đến từ Akashi, nhưng anh ấy đã quá tự tin và cũng đã bị shutdown rồi. Nhưng không sao,
khi mà trận thi đấu sẽ khép lại với tỷ số là 3-0 dành cho Box Gaming trên Farm Esports. Tưởng ra những sự thay thế này sẽ đem lại được một tín hiệu nào đó tích cực cho bên phía của Farm Esports, nhưng không. Họ còn bị đánh knock out sớm hơn và kết thúc trận thi đấu ở khoảng thời điểm phút thứ 10, phút thứ 11. Khoảng thời điểm mà chúng ta mới chỉ bắt đầu chớm qua giai đoạn giữa trận đấu mà thôi. Một ngày thi đấu có lẽ là quá dễ dàng cho Box Gaming. Họ đã vượt cạn trong một ngày thi đấu khó khăn vào ngày hôm qua rồi. Và với phong độ thăng hoa của họ cùng với phong độ có phần đi xuống về mặt nhân sự bên phía của Farm Esports thì không khó để Box Gaming có được thêm 3 điểm nữa. Chúc mừng Box Gaming về chiến thắng này, họ sẽ có được chiến thắng đậm với tỷ số 3-0 để có thể nghỉ ngơi và chờ đợi cho các đối thủ mạnh khác đối đầu với nhau, tọa long sơn hổ đấu. Đúng là như vậy, rõ ràng là với những thắng lợi liên tiếp như thế này thì trước khi tuần thi đấu diễn ra người ta không nhắc quá nhiều về Box Gaming, nhưng sau khi tuần thi đấu này khép lại thì có lẽ là ai cũng sẽ cần phải nhắc về 20% ARA và những người đồng đội của mình khi họ đã bứt lên. Và bây giờ với chiến thắng 3-0 trước Farm Esports như thế này thì họ sẽ hoàn toàn thoải mái để xem những trận thi đấu vào ngày mai, những trận thi đấu rất hấp dẫn tiếp theo của đấu trường danh vọng. Đúng là như vậy, chúng ta đã hoàn thành trận đấu đầu tiên rồi. Trận đấu đầu tiên khá dễ thở dành cho bên phía Box Gaming khi họ khép lại kèo thi đấu này trước một Farm Esports không ổn định với tỷ số 3-0. Và bây giờ chúng ta cùng nhau quay trở lại với bàn phân tích cùng với MC Phương Thảo. Vâng, các bạn khán giả thân mến, trước khi mà chúng ta đến với những phân tích sau ván đấu này thì mình cũng xin được thông báo về một chương trình thú vị và vui nhộn. Đó là chương trình về cuộc tranh tài giải đố các môn học của các tuyển thủ sẽ được phát sau phần phỏng vấn Box Gaming ngay sau đây. Nên là một lát nữa thì các bạn khán giả đừng đi đâu hết mà hãy xem chương trình này cũng như là chờ đợi đến và trận đấu tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Quay trở lại với trận đấu này thì sự thay đổi vị trí rất là bất ngờ của YT và Zero trong ván đấu vừa qua khi mà YT lần đầu tiên đi dừng tại đấu trường danh vọng. Thay đổi này thì khiến cho bình luận viên Anh Dũng nghĩ như thế nào và nó là nên hay là không nên sau những gì mà họ thể hiện sau ván đấu vừa qua? Với tình cảnh này của Farm Esports thì mình nghĩ rằng có lẽ là nên. Bây giờ thì họ cũng thử nghiệm hết với những nhân sự có ở trong tay và tìm ra được một bộ khung nào ổn nhất có thể để có thể thi đấu một cách tốt hơn. Chứ thực sự là với một Farm Esports như thế này thì họ đang không đủ sức cạnh tranh, cũng như là không đủ tạo ra một sự khó khăn nào đối với các đội tuyển ở top đầu, chẳng hạn như Box Gaming, V Gaming, Team Flash, Sài Gòn Phantom hay thậm chí là cả Cyber Esports nữa. Dạ vâng, hy vọng rằng là hiện tại thì mới chỉ đầu mùa giải thôi, họ vẫn có cơ hội và vẫn còn thời gian để thử. Nhưng mà sẽ càng về phía sau thì chúng ta sẽ càng mong chờ được xem một sự chắc chắn đến từ Farm Esports nhiều hơn. Và đúng như anh Dũng nói thì trước tuần đấu này đúng là không ai nhắc quá nhiều tới Box cả. Người ta chỉ nhắc đến kèo đối đầu giữa Flash và Vigaming nhiều hơn thôi. Nhưng mà chắc chắn là sau tuần đấu này và đặc biệt là sau chuỗi thắng 3 trận vừa qua thì Box Gaming đúng là sẽ là một đối thủ rất nặng ký trong top 4 và sẽ phải nhắc đến rất nhiều đây. Với bình luận viên Huy Popper thì cá nhân nào khiến cho bạn ấn tượng nhất trong ván đấu vừa qua? Thực tế mà nói thì để mà chỉ ra một cá nhân ấn tượng trong ngày thi đấu hôm nay là hơi khó đối với cả bản thân mình bên phía tuyển Box Gaming, bởi hôm nay là sự đồng đều từ Box mà thôi. Sự ổn định từ Box đã giúp cho họ có được chiến thắng. Còn do Farm Esports đang bị bất ổn về mặt nhân sự quá và họ đang rối ren quá, họ lắp ghép loạn xạ cả lên nên họ đã không có được sự ổn định bằng với cả Box Gaming đang thăng hoa. Nên mình nghĩ rằng ngày hôm nay thì các thành viên của Box Gaming đều thi đấu tốt cả. Họ đánh đồng đều và họ cũng rất thong thả để có được 3 điểm trước một Farm Esports đang bất ổn. Sự đồng đều của Box đã giúp cho họ có được chiến thắng ngày hôm nay. Nhưng Akashi có thể thấy là ngày hôm nay thi đấu khá là thành công khi mà đây là danh hiệu MVP thứ 2 trong trận đấu này rồi. Với con bài Wonder Woman của mình, điểm MVP là 11.7, KDA là 4.36 và tỷ lệ phần trăm tham gia giao tranh là 90.9%. Như vậy là kết thúc kèo đối đầu đầu tiên, chúng ta đã có một trận BO3 rất hủy diệt và bình luận viên Anh Dũng đã đúng với dự đoán của mình. Box đang có chiến thắng liên tiếp trong hai vòng đấu này và sẽ trở thành một đối trọng đáng gờm trong top 4. Tổng kết lại game đấu này thì chúng ta chuẩn bị đến với kèo đối đầu tiếp theo giữa Heavy và BJP Gaming sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngay sau đây. Một kèo đối đầu mà trước đây thì có thể sẽ
sẽ cạnh tranh khá là nhiều, nhưng mà ngày hôm nay tôi nghĩ rằng là Heavy họ cũng có được một sự thuận lợi nào đó. Dù sao thì chúng ta sẽ cần phải chờ xem. Còn bây giờ thì trước khi đến với những trận đấu tiếp theo, chúng ta sẽ chuẩn bị đến với phần phỏng vấn sau trận đấu để xem là những người đồng đội của tại Box Gaming họ suy nghĩ như thế nào sau trận đấu ngày hôm nay, và đặc biệt là sau khi giành 3 chiến thắng liên tiếp. Xin được cảm ơn hai bình luận viên đã đồng hành cùng với Phương Thảo và các bạn khán giả trong trận đấu này. Trở lại với phần phỏng vấn sau trận đấu. Như vậy là chúc mừng cho Box Gaming khi họ đã có chiến thắng trước Pháp Esports một tỷ số rất hủy diệt 3-0. Và chúng ta đang có cuộc trò chuyện với Katie. Katie có thể gửi lời chào tới các bạn khán giả không nhỉ? Xin chào mọi người. Ok, đây là lần đầu tiên mà Thảo được gặp Katie ở trong phần phỏng vấn sau trận đấu nha. Và có một thông tin này mà có lẽ là chính Katie chắc là cũng chưa biết đâu ha, đó là sau chiến thắng này thì các bạn đã có lần đầu tiên ở một bước lên vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng. Thực ra thì mặc dù là có thể ngày mai thứ tự sẽ thay đổi, tuy nhiên thì hiện tại là chúng ta vẫn đang ở trên top đầu. Thì cảm xúc của Katie như bây giờ như thế nào? Thì em thấy đang rất là vui khi đang có chiến thắng liên tiếp 3 trận. Rất là vui đúng không? Và hẳn là những cái chiến thắng liên tiếp như thế này sẽ giúp cho Box Gaming có thêm động lực rất là nhiều để tiếp tục tiến đến những sự bứt phá ở giai đoạn sau. Không biết là cảm hứng nào đã khiến cho Katie cầm Volcat vào đường trên nhỉ? Cũng không phải cảm hứng đâu ạ. Do có một lần team em trên với team Đài Loan thì bị người ta lấy con ngựa đánh con Nesu của team mình nên là em học theo thôi. tức là cũng là bị hành trước xong rồi bắt đầu là mới rút ra kinh nghiệm và thi đấu rất tốt với con bài này. Cái chia sẻ này của Katie thì cũng khá là giống với Toto, khi mà Toto cũng nói là khi mà trên team với cả Danh Thái đó thì Toto cũng đã bị Grack hành lên hành xuống, và cuối cùng thì bạn ấy cũng đã có phần thể hiện xuất sắc với con bài Grack ở tại đấu trường Danh Vọng. Tuần đấu vừa rồi thì chúc mừng cho Box Gaming với những cái chiến thắng rất là liên tiếp, và bạn có tự tin là hai vòng đấu cuối cùng của lượt đi thì mình sẽ kết thúc với hai trận thắng nữa không? Mà team bọn em sẽ cố gắng hết sức ạ. Sẽ cố gắng hết sức. Thế thì bây giờ mình đưa ra dự đoán một xíu đi, là kết thúc lượt đi thì theo bạn top 4 sẽ là những đội tuyển nào? Top 4 thì có Vegaming, Box Gaming, Team Flash và Sài Gòn Phantom ạ.
như vậy là KT kỳ vọng rằng là Sài Gòn Phantom sẽ leo lên vị trí top 4, còn Cerberus thì sẽ xuống ở vị trí top 5, top 6 đúng không? Chúng cũng là một dự đoán và tôi nghĩ rằng là đây cũng sẽ trùng với dự đoán của nhiều khán giả. Chúng ta sẽ cùng chờ xem là KT dự đoán có đúng hay không. Và cuối cùng nha, ngày mai thì là trận đấu tâm điểm giữa Vgaming và Team Flash rồi. Sau chiến thắng ngày hôm qua trước Flash thì bạn dự đoán là kèo đấu ngày mai giữa Flash và Vgaming ai sẽ giành phần thắng? Em dự đoán Team Flash thắng 3-1. Team Flash thắng 3-1, tại sao lại như vậy? Tại vì em thấy Team Flash mỗi lần thua xong họ đánh rất là ghê. Em cảm thấy như vậy. Thua xong thì đánh rất là ghê. Nhưng mà may là Bóc đã giành chiến thắng trước Flash rồi đấy. Nên là ngày mai thì gặp Vgaming thì KT tin rằng là Flash sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa. Ok, chúng ta sẽ cùng chờ xem là ngày mai thì đương kim vô địch Team Flash và Vgaming cũng được coi là hai đối thủ rất nặng ký đối với Bóc Gaming ở thời điểm hiện tại trong top 4, họ sẽ có cuộc tranh nhau như thế nào. Còn bây giờ là KT là mình thắng rồi, là mình cứ ngồi xem diễn biến, xem là có gì thú vị thôi đúng không? Chúc mừng cho KT cũng như là Bóc Gaming với chiến thắng ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng Sting, nhà tài trợ nước uống chính thức của giải đấu, cũng như là hai nhãn hàng đồng tài trợ Sưng Trang Trí Cao Cấp MyColor và Mili Modern, các nhà bảo trợ truyền thông, chuyên trang ICT News của báo Vietnamnet, báo thể thao và văn hóa, trang tin Mọt Game và trang tin Spotify. Và các bạn thân mến, như đã thông báo ở bản phân tích sau trận đấu thì ngay sau đây sẽ là chương trình Phía Sau Đường Đua, chương trình xoay quanh thời đi học vô cùng thú vị của các tuyển thủ tại đấu trường Danh Vọng. Chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong giây lát trước khi đến với trận đấu tiếp theo giữa Heavy và BCFV mình. Xin chào!